Xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị em, đối tác, quý cổ đông và nhà đầu tư đã có mặt trong buổi tối, buổi Zoom ngày hôm nay. Toán xin được giới thiệu. Toán tên đầy đủ là Bùi Văn Toán, năm nay 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Minh Toán đầu tư Skyway cũng từ năm 2020 và năm nay thì cũng là được gần 2 năm rồi, thì cũng đã đồng hành với tập đoàn và cũng chia sẻ được cũng rất là nhiều nhà đầu tư và cũng nắm bắt và biết đến cái cơ hội đầu tư Skyway này. Và Toán quan sát thì thấy là trong buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay thì cũng có một số quý cô chú anh chị cũng Toán cũng biết và cũng thấy một số quý cô chú anh chị thì Toán cũng chưa có duyên để mà gặp gỡ và làm quen, thì là cũng Toán cũng xin được giới thiệu một chút về bản thân mình. Toán tên đầy đủ là Bùi Văn Toán và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Và hôm nay thì là Toán rất là vinh dự được các anh các chị ở trong team chiến lược tin tưởng và đã giao trọng trách cho Minh Toán làm MC để làm cái cầu nối để mà cho một người chủ giảng chia sẻ về những cái kiến thức chuyên sâu về công nghệ Skyway của chúng ta và chia sẻ đến những nhà đầu tư, những quý đối tác để chúng ta có cái sự trang bị, để chúng ta có những cái kiến thức để chúng ta có thể lan tỏa cái cơ hội này đến nhiều người hơn và giúp đỡ cho nhiều người ngoài kia có được cái cơ hội để mà thay đổi cuộc sống ở trong tương lai. Và cho phép là Toán xin phép là được xưng hô với tất cả cô chú anh chị em ở trong Zoom, bởi vì Toán thấy rằng là trong Zoom thì cũng có một số quý cô chú anh chị em thì cũng hơn tuổi Toán rất là nhiều, có cô chú anh chị em cũng đang có gọi là tuổi tác thì có thể là ông bà hoặc là có thể là các bác ở trong Zoom này, thì là Toán xin phép được xưng hô là Minh Toán và quý cô chú anh chị em được không ạ? Và nếu mọi người đồng ý về điều đó thì có thể là comment cho Toán biết được rằng là mọi người vẫn đang nghe được âm thanh Toán nói được không ạ? Có thể comment số 2 được không ạ? Dạ vâng ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị em rất là nhiều. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một nội dung vô cùng tuyệt vời và được một người cổ đông rất là xinh đẹp và cái giá trị của chị ấy và có một cái sự thành công rất là lớn ở trong cộng đồng Skyway. Và trước khi mà vào cái nội dung chính ở trong buổi tối ngày hôm nay và gặp gỡ vị chủ giảng của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay thì Toán xin phép là muốn dành khoảng độ 5 đến 10 phút để có thể là giao lưu với một số quý cô chú anh chị em có mặt ở trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Thì cái buổi Zoom hành trình khám phá công nghệ Skyway thì là cũng diễn ra được 4 buổi rồi, thì hiện tại là buổi Zoom của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay thì đang là buổi thứ 5 với cái mục đích là chia sẻ chuyên sâu cho những nhà đầu tư và những quý đối tác có thể là tâm huyết với tập đoàn, có thể là dành thời gian và dành công sức của mình để cống hiến cùng tập đoàn của chúng ta để giúp cho tập đoàn của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa ở trong tương lai. Đó thì là Toán xin phép được giao lưu với một số quý cô chú anh chị em có mặt trong Zoom được không ạ? Thì cô chú anh chị em nào có thể là tự tin, có thể là giơ tay lên để có thể là chia sẻ về những cái lý do của mình khi mình tại sao mình lại đầu tư Skyway và tại sao mình lại là đối tác của tập đoàn để có thể là hỗ trợ cho tập đoàn và lan tỏa cái cơ hội này đến cho mọi người được không ạ? Có quý cô chú anh chị em nào tự tin có thể là giơ cánh tay của mình lên để chia sẻ được không ạ? Thì Toán thấy là ở đây thì cũng có một số quý cô chú anh chị em mà Toán cũng chưa có cơ hội để mà giao lưu hoặc để mà là làm việc ở đây rồi ạ. Thì Toán cũng quan sát thấy cánh tay của chị Hoàng Thị Hoa, thì xin cái người ban tổ chức có thể là mở mic cho chị Hoa, có thể dành khoảng 2 đến 3 phút thì có thể là chia sẻ về những cái giới thiệu về bản thân và có thể là chia sẻ về lý do tại sao là mình lại đầu tư Skyway và mình là đối tác của tập đoàn được không ạ? Xin mời ban tổ chức có thể mở mic cho chị Hoàng Thị Hoa được không?
Có chị Hoa có đấy không ạ? Đây ạ, anh có nghe thấy em nói không? Em nghe thấy rồi chị ạ. Vâng. Dạ vâng. Em chào tất cả các anh chị trong Zoom nhé. Thì cái lý do em đến với tập đoàn là em có cái cơ duyên là được một người bạn học cùng đại học giới thiệu. Thì khi bạn em giới thiệu thì em là người đã từng đi nghiên cứu các cái dự án, từng tham gia rất là nhiều cái đề tài, nên là em hiểu ngay là đây một dự án lớn và rất là nhân văn. Chị ơi, chị có thể bật cam lên được không để cho mọi người nhìn thấy gương mặt của mình được không? Không, bởi vì mình hôm nay là cái mặt nó không được xinh đẹp lắm, không muốn lộ diện nên là mọi người thông cảm. Em của các cuộc Zoom sale em sẽ lộ diện. Thì em thấy là đây là một tập đoàn lớn, hai là có tiềm năng phát triển rất là lớn luôn, và đặc biệt là rất là nhân văn. Ngài chủ tịch là một cái người có tầm nhìn rất là xa. Thế thì em bằng cái kinh nghiệm em hay đi nghiên cứu các cái khoa học kỹ thuật ấy, để được chấm hay được đào tạo thì em nhận ra ngay, và em tham gia trong cái khoảng 10 phút đầu tiên là đã tham gia rồi. Thế bảo thế. Thứ hai là trong quá trình tham gia thì em cũng có một cái số vốn rất là ít, thì em bảo không biết là vốn nhỏ này thì mình đầu tư vào đâu được để nó sinh lời. Thì tập đoàn đã giúp em là tận dụng được cái nguồn vốn nhỏ đấy. Và thứ ba là mình thấy là mình có một cuộc sống của mình có ý nghĩa. Mình cứ tưởng tượng là sau này con cháu mình sẽ được đi trên những cái phương tiện hiện đại này, không ảnh hưởng nhiều đến môi trường đấy, và mọi cái thông thương về hàng hóa cũng như con người được nhanh hơn, con người được sống trong những cái thế giới ước mơ nhỉ. Đấy là mình rất là hăng say tìm hiểu. Đấy là mơ ước của mình là sau này trở thành người có thể thu hút được nhiều người tham gia vào dự án để nhanh chóng được IPO, và hai là ước mơ của ngài nhanh chóng trở thành hiện thực và mình thấy nào có ý nghĩa hơn về cuộc sống của mình. Đấy là những cái chia sẻ của em. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị Hoa rất là nhiều về những chia sẻ của mình. Thì em cũng thấy rằng là tất cả mọi người khi mà biết đến cơ hội đầu tư Skyway ấy, thì là khi mà trải qua một cái thời gian để mà mình tìm hiểu ấy, thì em toán thấy rằng là tất cả mọi người khi mà có cái thời gian tìm hiểu đủ lâu thì tất cả mọi người thì ai cũng đều có một cái tình yêu rất là lớn đối với các cái công nghệ của mình, và ai cũng muốn rằng là góp một cái công sức của mình để mà cùng tập đoàn phát triển để mà tạo ra cái giá trị lớn ở trong tương lai, và đồng thời cũng tạo ra cái cuộc sống tốt hơn cho bản thân mình và cho gia đình mình và cho những người thân yêu xung quanh của mình. Đó thì em cảm ơn chị Hoa rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ về những cái cơ duyên của mình đầu tư khi mà mình đầu tư Skyway, và mình đã trở thành quyết định một cái trở thành làm đối tác của công ty để cùng công ty phát triển. Đó thì em xin chúc chị rằng là trong thời gian tới sẽ có thật nhiều cái kiến thức và thật nhiều giúp đỡ được thật nhiều nhà đầu tư hơn nữa để mọi người ai cũng có thể nắm bắt được cái cơ hội này. Vâng, cảm ơn anh ạ. Và tiếp theo thì Toán cũng muốn rằng là dành một hai cơ hội nữa để cho giao lưu để cho cái buổi tối ngày Zoom của chúng ta ngày hôm nay có thể rằng là biết gặp gỡ được nhau nhiều hơn, để có thể là biết đâu là trong thời gian sắp tới thì khi mà mọi người gặp nhau ở bên ngoài thì là tay bắt mặt mừng, thì có thể là nó hỗ trợ nhau, bởi vì là chúng ta ở đây là trong Zoom thì chắc chắn là ở đây thì là tất cả mọi người đều rất là yêu cái công nghệ của chúng ta và đều rất muốn rằng là mình nắm giữ nhiều triệu cổ phần hơn nữa. Đó thì có cô chú anh chị em nào có thể là giơ tay lên là để có thể giao lưu với mọi người được không ạ? Toán quan sát ở đây thì cũng có một số cô chú anh chị em mà Toán cũng chưa có cơ hội để mà làm quen và giao lưu. Thì Toán xin phép được được mời
ngẫu nhiên được không ạ? Tôi mời ngẫu nhiên một số cô chú anh chị em được không ạ? Để có thể là lên giao lưu với mọi người, chia sẻ với mọi người rằng là những lý do là tại sao mình lại đầu tư Skyway và tại sao mình lại là lựa chọn Skyway làm đối tác để mà phát triển cái sự nghiệp của mình ạ. Ở trong Zoom thì em thấy anh Đỗ Trần Sơn ạ. Thì em thấy là em quan sát thì anh Đỗ Trần Sơn thì cũng vào Zoom rất là sớm. Thì cũng rất là mong anh Sơn thì có thể là bật mic lên để có thể là dành một chút thời gian có thể giao lưu với tất cả mọi người ở trong Zoom được không ạ? Em Lợi ơi, có thể mở mic cho anh Sơn được không? Vâng, chào Minh Toán, chào các anh chị em. Vâng, chào anh ạ. Mình Thịnh Sơn đến từ Tiền Giang. Dạ. Mình được chỗ bạn Tân á, bạn Tân giới thiệu vào. Dạ. Thì mình cũng đang đi tìm hiểu về cái cơ hội đầu tư này. Thì bữa nay mong vào được chung hôm nay được hiểu biết thêm về cái cơ hội đầu tư này để mình tìm hiểu sâu hơn. Vâng, xin cảm ơn Minh Toán và các anh chị em. Dạ vâng, anh Sơn, anh có thể là chia sẻ thêm một chút rằng là lý do tại sao anh lại lựa chọn đầu tư Skyway và tại sao anh lại muốn làm đối tác của huy động vốn cùng tập đoàn được không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút được không ạ? Thật ra thì mình cũng mới biết về cái cơ hội này, thì mình cũng đang đi tìm hiểu là chính. Đó, thì đầu tư thì đó là một cái mình cũng thích đầu tư. Đã. Là một cái kênh mình cũng đang thích. Thì đây là mình thấy đó là một cái cơ hội này mình đang tìm hiểu. Dạ. Thế anh đã tham gia đầu tư cổ phần chưa? Đã tham gia đầu tư đã sử dụng cổ phần của tập đoàn chưa? Chưa. Sơn chưa chính thức tham gia. Vâng. Thì em cũng cảm ơn anh thì đã dành thời gian vào buổi tối ngày hôm nay. Thì em cũng chúc anh Sơn rằng là sẽ sớm có được nhiều thông tin về dự án và sẽ sớm đưa ra quyết định của mình để mà mình có thể là sở hữu cái cổ phần của tập đoàn. Và em chúc anh sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Vâng, cảm ơn ạ. Cảm ơn Minh Toán rất nhiều. Dạ vâng, thì hiện tại đang là 8:21 thì Toán là cũng muốn dành thêm một cơ hội nữa cho một cô chú anh chị em nữa có thể là lên để mà giao lưu với mọi người. Theo tàng quan sát thì thấy rằng là có anh Lương Phần, em xin mời anh ạ. Em thấy cánh tay của anh Lương Phần giơ lên trước. Alo, mọi người nghe tôi phải không? Em nghe rõ anh ạ. Vâng. Dạ. Xin chào tất cả các anh các chị trong Zoom. Tôi tên là Lương Vân, đến từ Lào Cai. Thì, như các cái buổi Zoom trước thì tôi cũng hay chia sẻ cái tình cảm của tôi đối với lại chỗ bên Skyway, bây giờ gọi là UST. Tôi hiện đang công tác trong quân đội. Mặc dù công việc rất là bận nhưng tôi cố gắng dành cái thời gian để nghe Zoom của các chị ở trên tuyến trên đưa xuống. Và tôi cũng tranh thủ tôi truyền các cái đường link cho các cái app dưới của tôi, anh các chị trong nhóm của tôi trên Lào Cai. Những cái thời gian ngồi để tìm hiểu của cái Skyway này thì tôi cũng nghi ngờ nhưng mà tôi quyết tâm tôi tìm hiểu. Như hôm trước tôi có chia sẻ rằng là khi đi chia sẻ cho người thân, mọi người trong gia đình ấy, họ từ chối, không những là họ từ chối, họ nghĩ luôn mình là người đi lừa. À, nó như thế cơ. Nhưng mà tôi vẫn khẳng định 100% đây là một dự án thật. Đây là một dự án thật và rất có tiềm năng. Và bây giờ khẳng định là chắc chắn sẽ thành công. Vấn đề là thời gian ngắn thôi hay là dài thôi. Đó là như vậy. Thế thì cái mong muốn của chúng tôi ở trên Lào Cai này là lan tỏa được nhiều, giúp đỡ được nhiều, làm sao là giải thích được, phân tích được để những cái người còn đang nghèo có được cái sự giàu có sau này, mà chắc chắn sẽ giàu có. Nói thật với các anh các chị là chắc chắn sẽ giàu có.
có người sẽ rất là giàu, ở trên Lào Cai có người sẽ rất là giàu, không cần phải làm gì, đêm nằm tiền vẫn về, hàng triệu người làm giúp chúng ta. Báo cáo với các chị này, hàng trăm hàng nghìn cái công ty nó vẫn làm giúp chúng ta. Mình phải hiểu như vậy, hiểu cho nó một cách cặn kẽ như vậy. Dạ vâng ạ. Tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng là không cần tiền về nhanh quá mà nó đi nhanh quá, mà nó về đều, nó về liên tục, về cho đời của chúng ta, về đời con của chúng ta nó vẫn về. Đấy mới là con người tầm nhìn xa, tầm nhìn rộng, giúp được nhiều người, họ sẽ mang ơn mình, con của họ, cháu của họ vẫn mang ơn của chúng ta đang từng ngày từng giờ đi lan tỏa ngày hôm nay. Xin thưa với các chị là 3 năm hoặc 5 năm nữa thôi, không có tiền để mua cái cổ phần cổ phiếu của Skyway đâu, giá của nó lên cao lắm, vài tỷ không mua được đâu, nó tâm cái anh ấy khó lắm. Em không có nhiều thời gian, nhưng mà có chút thời gian là tâm sự chia sẻ tình cảm cá nhân đối với tất cả các chị trong Zoom là như vậy, và chúc các chị sang năm mới có sức khỏe mới, tiếp tục chia sẻ được nhiều người và sở hữu thật nhiều cổ phần, thật nhiều triệu đấy. Vâng ạ. Cảm ơn. Em cảm ơn sự chia sẻ của anh Lường Vân ạ. Rất là năng lượng đúng không anh chị em? Bởi vì rằng là anh Lường Vân thì cũng là một người rất là tâm huyết với tập đoàn, thì em quan sát thấy là anh Lường Vân thì tất cả những cái buổi Zoom mà chia sẻ về thông tin về dự án ấy, thì em thấy là anh Lường Vân rất là chăm chỉ và theo dõi Zoom thường xuyên. Bởi vì là anh thấy rằng là cái tiềm năng của công ty mình rất là lớn, bởi vì rằng là đây là một cái cơ hội vô cùng hiếm có ở trong cuộc đời của mỗi con người, và đây là một cái cơ hội để mà giúp cho tất cả mọi người đều có thể có một cái cuộc sống tốt hơn ở trong tương lai. Và em xin chúc anh Lường Vân thì trong thời gian sắp tới thì sẽ sở hữu được nhiều triệu cổ phần hơn nữa, giúp đỡ được nhiều nhà đầu tư hơn nữa để biết đến cái cơ hội này ạ. Và cảm ơn anh Lường Vân ạ. Và buổi tối ngày hôm nay thì Toán đang cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em đã có mặt ở trong buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay, bởi vì rằng là hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần vô cùng đặc biệt. Bình thường rằng là mọi người hay dành thời gian là thứ bảy cho gia đình của mình, hoặc là đi chơi, hoặc là đi đâu đó với bạn bè, đúng không ạ? Nhưng mà tối ngày hôm nay thì Toán quan sát thấy là mọi người vào Zoom rất là đông, và Toán đang rằng là biết tất rằng là tất cả mọi người đang rất là háo hức để mà tìm hiểu về cái công nghệ của chúng ta, và hiểu hơn về cái tiêu chí về nhà sáng lập. Bởi vì rằng là Toán biết rằng là khi chúng ta đi tìm hiểu bất kỳ một cái cơ hội đầu tư nào thì chúng ta đều phải quan tâm đến những cái tiêu chí, để chúng ta có những cái tiêu chí để chúng ta có thể đánh giá được cái cơ hội đấy là có tiềm năng hay không, có xứng đáng để chúng ta tham gia đầu tư hay không. Và một trong năm cái tiêu chí vô cùng quan trọng để chúng ta có thể ra quyết định để chúng ta có thể đầu tư và chúng ta có thể nắm giữ cái cổ phần của một doanh nghiệp, bất kỳ một doanh nghiệp nào đó, thì đó là về tiêu chí của là người sáng lập. Và cái tiêu chí của người sáng lập đó chính là rằng là một cái tiêu chí gần là quan trọng nhất, nó chiếm tới 90% cái sự thành công của một doanh nghiệp. Và Toán có một số cái câu nói để có thể nói lên cái sự quan trọng của một người sáng lập, nó quyết định đến cái sự thành bại của một doanh nghiệp. Cái câu thứ nhất đó chính là khi mà chúng ta đi đầu tư vào một công ty khởi nghiệp ấy, thì có nghĩa là chúng ta đang đi đầu tư vào con người ạ, vào con người. Và thứ hai nữa là gì ạ? Thứ hai nữa là khi chúng ta có thể là thay đổi phương pháp kinh doanh, hoặc có thể là thay đổi sản phẩm, nhưng mà chúng ta không thể nào mà thay đổi cái con người đó. Và một cái câu nói thứ ba nữa là mà Toán muốn chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị em có mặt ở trong buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay, đó chính là một cái câu nói rằng là dự án khởi nghiệp nào cũng chung một cái điểm xuất phát là chiếc bóng đèn lóe sáng trong khoảnh khắc, nhưng thành công hay thất bại lại phụ thuộc vào bản lĩnh và cái khả năng của người thắp đèn. Đó thì đó chính là ba cái câu nói mà chúng có thể là để cho chúng ta biết được rằng là cái tầm quan trọng của cái người sáng lập của một doanh nghiệp, nó quyết định đến cái sự thành bại của một doanh nghiệp nó là như thế nào.
Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tìm hiểu chuyên sâu về một cái tiêu chí, đó là người sáng lập. Và một người sáng lập của tập đoàn Unikai thì là ông ngài Anatoly Unitsky, thì là người mà đã sáng lập ra công nghệ Skyway. Và đã qua cái cơ hội này thì là ngài chủ tịch đã muốn rằng là nhờ cái công nghệ này mà ngài muốn rằng là tất cả những người nghèo ở trên thế giới đều có cơ hội để mà thay đổi cuộc sống của mình qua cái công nghệ mà mình sáng lập ra. Và để mà hiểu chuyên sâu hơn, để mà hiểu rõ hơn về những tiểu sử của ngài chủ tịch của tập đoàn Unikai, thì là Toán trong buổi tối ngày hôm nay thì không phải là người chia sẻ chính đâu ạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì là Toán là người kết nối một cổ đông vô cùng xinh đẹp và một cổ đông là vô cùng tâm huyết, và chị là một người rất là tâm huyết với tập đoàn. Và hiện tại thì là cái số lượng cổ phần của chị nắm giữ là vô cùng nhiều, bởi vì rằng là chị ấy là nhìn ra được cái tiềm năng của công ty và chị hiểu rất là rõ về cái tiêu chí là người sáng lập, đó là ngài Anatoly Unitsky ạ. Và ngay bây giờ thì Toán không để quý cô chú anh chị em phải chờ đợi lâu hơn nữa, thì ngay bây giờ thì Toán xin được mời lên đây chị, một cổ đông vô cùng xinh đẹp, và chúng ta có thể là nở một nụ cười thật tươi và một tràng hoa tay thật nồng nhiệt để chào đón chị Huyền Nguyễn được không ạ? Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em, và cho phép em Huyền được gửi lời chào đến tất cả quý cô chú anh chị em đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Và xin cho phép em Huyền được tự giới thiệu một chút về bản thân của mình ạ. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Huyền và tên thường gọi là Huyền Nguyễn. Trong cộng đồng các nhà đầu tư cũng như là đối tác Skyway thì bản thân em Huyền trong vòng hơn một năm qua cũng là một trong những người mà em cảm thấy là mình rất là yêu quý dự án cũng như là tâm huyết dành những cái công sức, những cái thời gian của mình để có thể là giúp đỡ được nhiều người biết đến cái cơ hội đầu tư cổ phần Skyway. Ngày nay thì chúng ta đã gọi đổi tên thương mại của nó là Unitsky rồi đúng không ạ? Thế thì tuy nhiên là em Huyền cũng chưa có sửa được ngay cái cách gọi này của mình. Thế thì xin cả nhà một phần comment, mọi người vẫn đang comment được đúng không ạ? Mọi người có thể comment số 9 vào phần ô chat để gửi lời cảm ơn đến MC Minh Toán vì một phần MC rất là năng lượng kết nối tất cả các anh chị em trong buổi Zoom này. Được không ạ? Các em Huyền được xin số 9 vào phần comment ạ. Như phần tiêu đề mà quý cô chú anh chị em được theo dõi hay đấy ạ. Thì buổi Zoom tối ngày hôm nay cho phép em Huyền được chia sẻ một chút về Donetsk, về cuộc đời của ngài chủ tịch tập đoàn Anatoly Unitsky. Thì trước khi vào phần nội dung chính thì em Huyền xin chia sẻ một chút xíu vài ba câu về cái cơ duyên mà em Huyền được biết đến cái cơ hội này và lý do vì sao mà em Huyền lại chọn một cái chủ đề rất là đặc biệt đó ạ. Thì vào tháng 8 năm 2020 thì em được một người bạn là chị Đỗ Xuyên chia sẻ cho em về cái cơ hội đầu tư cổ phần với Skyway này. Tuy nhiên ở cái thời điểm đó em cũng dường như rất là bao nhiêu người ở ngoài kia là mình cũng không hiểu lý do vì sao mình cần phải bỏ thời gian ra để mình nghiên cứu một cái dự án này. Mình cũng không biết rằng là nó là một cái dự án tài chính kiếm tiền hay là một dự án nào khác. Thế thì trong suốt khoảng thời gian 2 tháng liền, chị Đỗ Xuyên vẫn rất là kiên trì và tiếp tục chia sẻ những cái thông tin cũng như là tìm ra một cái tiếng nói chung đến với em Huyền. Và đến tháng 10 thì em Huyền bắt đầu xem cái video đầu tiên, thì ngay cái giây phút đầu tiên thì không biết là em Huyền có giống với các quý cô chú anh chị không, đó là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ạ. Đó là yêu ngay cái công nghệ Unitsky này. Ngay cái thời điểm đó khi em Huyền xem cái video đầu tiên thì em Huyền đã cảm nhận, đã có một cái cảm tính là công nghệ này sẽ là một cái công nghệ mà cần thiết cho thế giới. Chắc chắn trong tương lai không xa thì các đất nước trên khắp thế giới sẽ cần đến cái loại hình giao thông mới này.
Và từ đấy thì bắt đầu em Hiền dành thêm những cái thời gian và đam mê của mình nghiên cứu thêm những cái tài liệu về nó. Và trong cái quá trình mà em Hiền tìm hiểu thì một trong những cái yếu tố giúp cho em Hiền đi đến cái quyết định là đầu tư sở hữu cổ phần của tập đoàn Newski và sau này thì quyết định trở thành một đối tác để cùng đồng lòng với ông ấy phát triển cái sự nghiệp về cái ngành giao thông vận tải mới này. Đó chính là cái yếu tố về ngài chủ tịch tập đoàn, yếu tố con người ạ. Cái nhìn đầu tiên khi mà yêu quý đó là yêu quý về sản phẩm, về công nghệ. Nhưng cái nhìn thứ hai để đi đến cái quyết định cuối cùng đó chính là về con người, quý cô chú anh chị ạ. Thế thì em Hiền tin chắc rằng là quý cô chú anh chị em đang có mặt trong buổi Zoom này cũng có những người sẽ đồng quan điểm với em đúng không ạ? Thế thì cho phép em Hiền được xin số 10 vào phần comment để biểu thị cái sự đồng tình với em Hiền rằng là ngoài thì yếu tố tiềm năng công nghệ thì yếu tố thứ hai quyết định cái sự yêu mến của chúng ta đó là yếu tố con người, cái vị lãnh tụ, vị chủ tịch mà nhà khoa học và doanh nhân Newski đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay thì cho phép em Hiền được chia sẻ một số những cái gọi là đôi nét về cuộc đời của ngài chủ tịch thôi, chứ còn để mà phân tích sâu sắc cũng như là mổ xẻ những cái thông tin chi tiết về cuộc đời của ngài chủ tịch tập đoàn, năm nay ngài chủ tịch tập đoàn đã 72 tuổi thì có lẽ là trong cái nội quy trong cái là phạm vi của cái buổi Zoom ngày hôm nay, sau cái thời gian buổi tối này thì em Hiền sẽ không thể nào để truyền tải được hết. Thế thì sau cái buổi Zoom chắc chắn là em Hiền cũng như là ban tổ chức chương trình sẽ gửi những cái đường link để các anh quý cô chú anh chị có thể là từ những cái nguồn tài liệu đó chúng ta dành thêm thời gian nghiên cứu thêm về cuộc đời cũng như là con người của ngài chủ tịch tập đoàn, để chúng ta được biết rằng là chúng ta đang cực kỳ may mắn trong cuộc đời này khi mà mình có một cái cơ hội được hợp tác với một nhà khoa học vĩ đại, với một doanh nhân tài ba trên thế giới ạ. Đó, thì cho phép em Hiền được bắt đầu vào phần chia sẻ của mình bằng cái slide mà em Hiền đã chuẩn bị. Slide ngày hôm nay thì em Hiền chuẩn bị nó cũng chưa được gọi là chu đáo cho lắm. Thế tuy nhiên là cũng mong rằng là qua cái phần chia sẻ và trình bày này của mình thì quý cô chú anh chị em có phần nào đó cảm nhận và sẽ hiểu hơn về cái con người mà mình đang được cùng đồng hợp tác đúng không ạ? Cả nhà đã nhìn thấy slide của em Hiền chưa? Ngay mọi người đã nhìn thấy có thể giơ tay lên giúp em ạ. Dạ vâng. Máy tính của em Hiền thì không có mở to lên được, nên là quý cô chú anh chị em thông cảm giúp em Hiền rằng là em Hiền sẽ mở phần nhỏ như này. Thì quý cô chú anh chị em vẫn nhìn được đúng không ạ? Dạ. Đó ạ. Dạ vâng. Cảm ơn Tán. Đây ạ. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là cuộc đời của Anatoly Newski. Tên đầy đủ của ông đấy là Anatoly Eduardovich Newski. Và ông thì sinh ngày 16 tháng 4 năm 1949, sinh ra ở Belarus, quý cô chú anh ạ, quý cô chú anh chị em ạ. Và em Hiền thì trình bày ở trên slide và gọi ông là nhà sáng lập do tập đoàn Newski String Technology. Và trong cái phần mà em Hiền chia sẻ tiếp sau đây, thì cái phần mà em Hiền chia sẻ sẽ gồm có các cái nội dung chính về tiểu sử của con người này, về sự nghiệp của ông, về những văn bằng giải thưởng của ông, về những cái nhìn nhận, những cái đánh giá mà ở phía bên ngoài cùng nhìn nhận và đánh giá ông ấy, chứ không phải là ông ấy tự mình nói ra hoặc là tự bản thân em Hiền tự nói về ông ấy như vậy, được không ạ? Thì đây nó sẽ là những cái nhìn gọi là khách quan nhất ạ. Như chúng ta được biết và hay nghe đấy ạ, là trong những cái buổi Zoom mà chia sẻ về cái dự án Skyway này, về dự án Newski này, thì quý cô chú anh chị em đã nghe rất là nhiều lần là các anh chị đã từng giới thiệu đó là ngài chủ tịch tập đoàn đấy, bao gồm có những cái gạch đầu dòng như ở phía trên slide mọi người đang nhìn thấy đấy đúng không ạ? Đó là ông vừa là tác giả, vừa là nhà thiết kế chung của tập đoàn Newski String Technology, là công nghệ đường dây Newski đúng không ạ? Đó, và bản thân ông thì đang là lãnh đạo của hai dự án Liên Hợp Quốc, là thành viên của Liên đoàn Du hành Vũ trụ Liên Xô. Những cái vị trí này là những cái vị trí có quan trọng không quý cô chú anh chị ạ? Mọi người, theo mọi người đánh giá thì đây có phải là những cái vị trí quan trọng và gọi là xứng tầm trên thế giới không ạ? Với bản thân em Hiền thì em Hiền nghe đến những cái danh xưng này thì bản thân em đã thấy rằng là mới có như thế này thôi mà em đã rất là yêu quý ông rồi và đã rất là ngưỡng mộ một cái nhân vật tài ba như thế. Đó, được những cái thông tin tiếp theo sau thì quý cô chú anh chị em cũng được nghe, đó là ông là một nhà khoa học sở hữu của hơn 200 phát minh, là tác giả của hơn 20 sách chuyên khảo, hơn 200 bài báo khoa học,
và hiện tại thì ông đang là một doanh nhân, là chủ tịch hội đồng quản trị và nhà thiết kế chung của tập đoàn Uniski. Đó, và ông cũng là người đứng đầu của nhóm công ty này luôn, được không ạ? Thì đây là những cái thông tin gọi là cơ bản nhất mà quý cô chú anh chị em đã từng được nghe một vài lần trước đó rồi, đúng không ạ? Và chúng ta, nếu như những anh chị em nào mà làm tham gia vào chương trình đối tác, thì đây nó cũng chính là những cái thông tin cơ bản mà chúng ta hay kể cho những nhà đầu tư của mình được nghe. Thế thì trong cái khuôn khổ của buổi Zoom ngày hôm nay, chúng ta biết rằng là buổi Zoom tối thứ bảy hàng tuần ấy, hai tuần một lần, em xin lỗi, đó là hai tuần một lần, thì cái buổi Zoom tối thứ bảy này sẽ là một cái nội dung chuyên sâu, khai thác những cái chuyên đề chuyên sâu về tập đoàn Uniski của chúng ta, từ cái yếu tố công nghệ, từ cái yếu tố là ngày chủ tịch tập đoàn mà ngày hôm nay chúng ta cùng được nghe. Thế thì chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn xem là về cuộc đời của con người này như thế nào nhé. Em Hiền cô xin chia sẻ một chút, đó là cái nguồn tài liệu mà ngày hôm nay em Hiền trích lên đây để cùng được chia sẻ đến với quý cô chú anh chị em, là em Hiền lấy từ cái nguồn tài liệu là thứ nhất là chính là cái trang website của ngày chủ tịch tập đoàn luôn, có tên miền là uniski.engineer. Tin chắc rằng là quý cô chú anh chị em cũng đã truy cập vào cái trang web này rất là nhiều lần rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cũng chưa chắc là em Hiền cũng chắc chắn là có nhiều quý cô chú anh chị em vẫn chưa đọc hết những cái thông tin ở trên trang website này đâu. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên trang website này sẽ có rất là nhiều những cái mục quan trọng mà chúng ta có thể theo dõi cũng như là đọc nghiên cứu ở trên đó. Đặc biệt ạ, thì quý cô chú anh chị em có thể là vào cái mục blog ở trên trang website của ngày chủ tịch tập đoàn. Mục blog này nó giống như em Hiền gọi, nó giống như là một bản cáo bạch trong suốt cả một cái quá trình nghiên cứu và phát triển sự nghiệp của nhà khoa học Anatoly Uniski vậy. Đấy, và cái mốc thời gian ở trong cái mục blog này kéo dài từ năm 1966 cho đến hiện tại là năm 2022 luôn, quý cô chú anh chị em ạ. Chúng ta có thể theo dõi được hết tất cả những cái mốc phát triển quan trọng trong cái cuộc đời nghiên cứu khoa học của ông ở trên cái trang blog này. Và nó giống như là một cái bản cáo bạch để cho thấy rằng là những gì mà ông ấy đã trải qua, những gì mà ông ấy đã làm để thực hiện và nghiên cứu để biến những cái công trình khoa học của mình trở thành một cái sản phẩm thực tế, và hiện tại là đang bước ra cái giai đoạn là thương mại hóa trên thị trường thế giới. Đó ạ. Thế thì mong rằng là sau cái buổi Zoom này thì quý cô chú anh chị em cũng sẽ vào lại cái trang website này, chúng ta sẽ đọc từng những cái mốc thời gian, những cái sự kiện lịch sử đó, những cái gọi là mốc sự kiện quan trọng trong cái sự nghiệp phát triển của cái công nghệ đường ray dây Uniski này, được không ạ? Đấy là cái nguồn tài liệu đầu tiên. Nguồn tài liệu thứ hai mà em Hiền tham khảo và nghiên cứu để đưa lên trong cái buổi Zoom này, đó là cái trang website ở trên trang Wikipedia của nước Nga. Đây không phải là trang tiếng Anh, cũng không phải trang tiếng Việt ạ. Nếu như mà quý cô chú anh chị em mà tìm trên Google ấy, thì sẽ khó để tìm kiếm được. Cái này thì chúng ta phải vào luôn cái trang website của tên miền như thế này ạ, charityteo.wiki như này, và phải tìm Google dịch bằng tên tiếng Nga của nhà khoa học Anatoly Uniski như thế này cơ, chứ không tìm được bằng tên tiếng Anh được. Đấy, cho nên là cái mục tìm kiếm này thì quý cô chú anh chị em sau cái phần Zoom này cũng có thể là hỏi lại em Hiền, hoặc là ban tổ chức chương trình sẽ gửi những cái thông tin để chúng ta có thể là tìm hiểu cũng như là theo dõi, đọc được rất là nhiều chi tiết quan trọng trong những cái trang website mà ngày hôm nay em Hiền vừa mới chia sẻ, đúng không ạ? Ở đây trên cái trang website này là một cái trang website gọi là kênh Bách Khoa Toàn Thư đấy ạ, thông tin đầy đủ chi tiết và chính xác. Chúng ta có thể là tham khảo những cái nguồn thông tin này, thì ở đây nó sẽ là những nguồn thông tin mà khách quan nhất từ bên phía bên ngoài người ta đánh giá nhìn nhận và người ta đưa lên trên chính những cái trang Bách Khoa Toàn Thư của thế giới luôn. Đó, thế thì ngày hôm nay thì hai cái nguồn tài liệu chính mà em Hiền tham khảo chính là trên hai cái trang website này. Ngoài ra thì em Hiền cũng có tham khảo thêm những cái nguồn tư liệu từ những cái buổi Zoom của tất cả các anh chị em đối tác, từ là chị Bùi Tuệ Minh, hay là em Hạnh Nguyễn, hay là em Hồ Văn Lợi đó, và rất là nhiều các anh chị em đối tác khác trên những cái kênh website cũng như là kênh YouTube của các anh chị nữa đó. Và em cho phép em Hiền được gửi lời cảm ơn biết ơn đến tất cả
các anh chị em đối tác, đặc biệt là anh Triệu Tâm, bởi vì anh là người đã nhìn nhận dự án cũng như là đã đưa dự án về Việt Nam phát triển trong những cái thời kỳ sơ khai, khi mà còn chưa có nhiều các cái thông tin tích cực, chưa nhiều có nhiều những cái gọi là thực tế để mình có thể nhìn nhận và đánh giá định lượng được về cái sự có mặt của cái công nghệ đường dây lên này, cũng như là đánh giá cái sự thành công của nó. Thế mà trong suốt 5 năm vừa qua thì anh Triệu Tâm cùng với lại tất cả quý cô chú anh chị em đối tác cũng như là nhà đầu tư đã dành rất là nhiều tâm huyết để khai thác rất là nhiều thông tin cũng như là cập nhật những cái thông tin truyền đạt lại cho tất cả cổ đông của Việt Nam mình. Và điều đó thì thực sự là bản thân em Huyền ngay từ những ngày đầu tiên khi mình được biết đến cái cơ hội là em Huyền đã vô cùng biết ơn mọi người rồi. Cho đến giai đoạn về sau này khi em Huyền làm cái chương trình đối tác thì nhờ những cái nguồn tư liệu của các anh chị mà em Huyền thực hiện cái công việc đối tác của mình được thuận lợi hơn rất là nhiều. Và thực sự rất là biết ơn ạ. Đó ạ, thế thì tiếp tục ạ, thì chúng ta sẽ đi tiếp vào cái phần nội dung. Phần đầu tiên mà em Huyền muốn chia sẻ đến nữa cùng cô chú anh chị em đó là phần tiểu sử về con người của nhà khoa học vĩ đại Anatoly Levsky. Em Huyền tin chắc rằng là ở ngay cái thời điểm hiện tại khi ông đấy đang ở độ tuổi là 73, năm nay bước sang độ tuổi là 73 rồi đúng không ạ? Thế thì tất cả các cái những nhà đầu tư trên khắp thế giới, những người mà biết đến ông, những người mà biết đến cái công nghệ đường dây Skyway này thì đều rất là tôn trọng, ngưỡng mộ cũng như là đánh giá cao cái con người này. Và không phải chờ đến khi ông mất giống như những nhà khoa học khác, mà ngay khi ông còn sống, ông đã cống hiến và ông cũng đã nhận được những cái nhìn nhận, sự đánh giá từ những người ở trên khắp thế giới đúng không ạ? Thế thì em Huyền nghĩ rằng là ở đây nó cũng là một trong những cái mà để cho thấy rằng là một con người khi mà có những cái ý tưởng tốt, những cái ý tưởng hay, một nhà khoa học đưa ra có được những cái phát minh, phát kiến của mình không chỉ là trên mặt giấy tờ, trên mặt lý thuyết nữa, mà bản thân ông đã nỗ lực hết sức mình vượt qua rất là nhiều chông gai, thử thách cũng như là khó khăn trong cái quá trình mình nghiên cứu và phát triển cuộc đời nhà khoa học của mình, để biến những cái công trình của mình trở thành sự thực, trở thành những cái sản phẩm thực tế mang lại giá trị tốt đẹp cho thế giới, cho nhân loại. Đấy, và từ cái việc mà ông vượt qua những cái khó khăn như vậy thì ông cũng đã nhận được một cái sự ghi nhận nhất định trong lòng người dân và đặc biệt là cộng đồng các nhà đầu tư Skyway. Vậy để nói về tiểu sử của ông thì quý cô chú anh chị em hoàn toàn là có thể là nghe video hoặc là đọc những cái nguồn tài liệu mà em Huyền vừa gửi, thì ở trên đây em Huyền xin liệt kê một chút, nói tóm gọn một chút nhé. Đó là về ngày tháng năm sinh của ông, đó là ngày 16 tháng 4 năm 1949. Em Huyền rất là ấn tượng với cái ngày sinh này bởi vì rằng là năm ngoái 2021 khi em Huyền lúc đấy cũng mới là nhà đầu tư thôi, thì vào cái ngày sinh nhật của mình thì không giống như những người khác là sẽ chỉ nhận quà và nhận lời chúc của người khác đâu ạ, mà ngài Chủ tịch tập đoàn vào cái ngày sinh của mình lại tặng quà cho tất cả mọi người xung quanh. Và cái món quà đấy tặng em Huyền, và em Huyền nghĩ rằng là tất cả quý cô chú anh chị em có mặt trong buổi Zoom này mà biết đấy được cái thời điểm những cái năm về trước ấy, thì đều cảm thấy là món quà của ông vô cùng giá trị đúng không ạ? Ví dụ như những năm trước thì em Huyền không rõ lắm, nhưng năm 2021 thì vào cái ngày sinh nhật của ông thì ông đã dành ra cái món quà, đó là cái phiếu quà tặng nhân đôi số cổ phần trong cái gói đầu tư của nhà đầu tư. Nhân đôi số cổ phần có nghĩa là nhân đôi cái số tài sản của mình, và sau này nó sẽ là một cái khối tài sản vô cùng to lớn, vô cùng giá trị đúng không ạ? Thế thì mình thấy rằng là cái tấm lòng cao cả của ông đã thể hiện từ những cái chi tiết nhỏ nhất như vậy. Ông được sinh ra ở một cái làng quê là Kruyuki ở quận Kovarinsky của nước Belarus, và hiện nay là gọi là vùng Gomel của Cộng hòa Belarus đó. Và trong suốt cái quãng gọi là cái cuộc đời của ông, hoặc cái quãng thời gian gọi là nhỏ tuổi, thì ngay từ những cái thời gian là lúc 6 tuổi thôi, thì em Huyền xem những cái bản video về cuộc đời của ông ấy, thì mình thấy rằng là ngay từ lúc ông còn rất là nhỏ, 6 tuổi, ông đã vùi mình, chôn mình ở trong những cái thư viện và đọc những cái sách về sách khoa học. Đến nỗi rằng là em nhìn trong những cái bộ phim đấy, em thấy rằng là cái khuôn mặt của cái bà thủ thư đấy, và còn cảm thấy khó chịu ra mặt luôn, bởi vì là ông đọc quá nhiều sách. Khi mà đọc ở đấy rồi lại còn mượn sách mang về nữa, thì bà phải làm rất là nhiều những cái việc, những cái thao tác
là phải tìm sách cho ông này, phải làm những cái thao tác là ghi nhận là ra là cái cậu bé này mượn những cái sách gì, phải ghi chép lại, đúng không ạ? 6 tuổi thôi, nếu như là chúng ta thì 6 tuổi còn đang là cái tuổi tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi chơi, đúng không ạ? Còn chưa biết gì đến cái việc học cả, còn chưa biết là mình có thích cái gì hay không. Thế nhưng mà ông 6 tuổi đã thể hiện ra là mình đã là một cái người đam mê với lại kiến thức rồi, đúng không ạ? Là về sau này khi mà ông ấy đi học đó, từ năm 1962 đến năm 1964 thì ông học trường cấp 3 ở tại thị trấn Nikolsky ở Kazakhstan, ở gần ở cách cái sân bay vũ trụ Baikonur cách nó 200 km. Và sau này sau cái quá trình ông đấy học tập nữa thì năm 1966 thì ông Yunitsky đã tốt nghiệp trung học trường ở thành phố Nikolskoye. Đã vào năm 1967 thì học tại Học viện Công nghiệp Tiumen. Và năm 1973 thì ông đã tốt nghiệp Học viện Bách khoa Belarus tại thành phố Minsk. Đó là đây là cái tiểu sử về cái quá trình học tập của ông. Và tiếp tục vẫn còn ạ, vẫn còn nữa ạ. Đó, thì ở trên những cái nguồn tài liệu mà em Hiền tham khảo đấy thì quý cô chú anh chị em cũng hoàn toàn có thể tìm được những cái nguồn tư liệu này. Đó là những cái bằng tốt nghiệp, những cái ảnh chụp luôn đấy ạ. Đấy, bằng tốt nghiệp của ông ở trường này. Và có cả một cái bằng tốt nghiệp được cấp cho ông về cái mô hình hoạt động của một cái bệ phóng tên lửa. Vào năm lớp 10, khi mà ông mới học lớp 10 thôi, ông đã phóng thành công một cái mô hình tên lửa lên bầu trời luôn. Đấy, và khi đó thì ông đã được cấp cái bằng như thế này. Đó. Ở phía bên tay trái thì quý cô chú anh chị em có thể quan sát được đó là cái bằng tốt nghiệp của ông về chuyên ngành. Quý cô chú anh chị em có bị che mất cái phần chữ không ạ? Ở phần trên màn hình của em đang có một cái như này. Được. Đây là bằng tốt nghiệp của ông Yunitsky về chuyên ngành đường cao tốc ạ. Đó, và cái bằng này thì ông được nhận vào năm 1973. Đó. Tiếp theo ạ, về cái tiểu sử của ông cũng như là cái quá trình phát triển của ông như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Là từ năm 1974 đến năm 1975 thì ông phục vụ trong quân đội của Liên Xô, tức là ông thực hiện nghĩa vụ quân sự đấy ạ. Đó, thì như cái cô chú anh chị biết đó là thanh niên, đúng không ạ? Đến cái độ tuổi nghĩa vụ quân sự thì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự thôi, và ngài chủ tịch tập đoàn của chúng ta cũng như vậy. Tuy nhiên trong cái quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình thì không giống như những người bình thường khác nữa ạ. Ông trong cái quá trình mà ông thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình, ông vẫn thực hiện khoa học, vẫn làm khoa học, vẫn nghiên cứu khoa học luôn ạ. Đấy, và có rất là nhiều những cái đóng góp trong cái quá trình phục vụ trong quân đội như vậy, cũng như là có được những cái sự nhìn nhận của quân đội Liên Xô ở cái thời điểm đó. Đấy, và ở phía bên dưới thì quý cô chú anh chị em có thể nhìn thấy được là Liên đoàn Du hành Vũ trụ Liên Xô này, rồi bằng tốt nghiệp của ông về việc tiếp theo đấy ạ. Tiếp theo đó là cái mốc mà vào năm 2002 là ông đã bảo vệ cái luận án tiến sĩ của mình. Đấy, và giám sát khoa học của cái công trình của ông chính là viện sĩ phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Cộng hòa Belarus, và ông này thì cũng chính là tổng thiết kế của nhà máy ô tô Minsk. Đó, và đây là những cái chứng nhận mà Anatoly Yunitsky đã đạt được. Đó, cái hình ở phía bên tay phải mà quý cô chú anh chị em có thể quan sát được đó là Liên đoàn Du hành Vũ trụ Liên Xô thì đã mời ngài chủ tịch của chúng ta trình bày tại cái bài đọc lần thứ 16 của mình về cái ý tưởng nghiên cứu khoa học của ông ấy. Đó, và trong cái quá trình ông ấy học tập nghiên cứu phát triển thì ông đã trải qua rất là nhiều những cái gọi là cuộc thi cũng như là những cái cuộc triển lãm mang trình bày những cái ý tưởng của mình đến với rất là nhiều người. Vậy ạ. Tiếp theo thì quý cô chú anh chị em cũng có thể quan sát được đây là những cái hình ảnh chụp thật thực tế là về cái bằng danh dự của Anatoly Yunitsky với một cái gọi là vai trò là nhà phát minh xuất sắc nhất vào năm 1983. Đấy, và nhà phát minh xuất sắc nhất của năm 1984 luôn. Và cái bằng này là do Liên Xô người ta cấp cho ông đấy ạ. Đó, thì chúng ta mới thấy rằng là từ những cái chứng chỉ này, từ những cái sự nhìn nhận như thế này, chúng ta thấy rằng là cái nền tảng của ông đấy là đã từ lúc nhỏ rồi, là một cả một cái quá trình hình thành phát triển từ lúc ông đấy còn rất là nhỏ cho đến cái quá trình sau này
nhưng mà ông ấy học trưởng thành nữa, chứ không phải là đột nhiên mà chúng ta có một nhà khoa học vĩ đại như vậy. Đó, và cái công cuộc nghiên cứu những cái công trình khoa học của ông cũng đã trải qua rất là nhiều những cái gian khó trong một cái thời gian dài từ lúc nhỏ đến lúc lớn. Đó. Ở phía bên này thì quý cô chú anh chị em cũng có thể nhìn thấy đó là đây là cái giấy mà chỉ huy đơn vị của quân đội Viễn Đông đã đánh giá rất là cao về những cái sự cống hiến đóng góp của ông trong cái quãng thời gian mà ông phục vụ trong quân đội đó. Đó. Vừa xong thì em Huyền vừa mới trình bày một chút xíu là cơ bản về tiểu sử của nhà khoa học Anatolinsky. Còn ở phía sau thì ở từ cái phần này trở đi thì quý cô chú anh chị em sẽ được thấy rằng là những cái phần đầu tiên là phần nền tảng cơ bản nhất của một nhà khoa học. Còn phía sau này, cái quãng thời gian sau này thì đồng hành cùng với việc nghiên cứu khoa học thì ông còn có một cái danh xưng khác nữa, đó là một doanh nhân đấy ạ. Đấy, và ở phần này thì em Huyền sẽ tiếp được trình bày đó là cái mục tiêu đề gọi là sự nghiệp của nhà khoa học này. Đó, và sự nghiệp của ông thì bắt đầu từ năm 1977 ạ. Có những cái khoảng thời gian là trước đấy sớm hơn, tuy nhiên là để gọi là bắt đầu cái sự nghiệp đi vào sử sách ấy, thì chúng ta sẽ cùng nói với nhau từ năm 1977 ạ. Từ năm 1977 đến năm 1985 thì ông đã làm việc tại cái viện cơ học các hệ thống polymer kim loại thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học của Belarus. Và với cái tư cách đó là kỹ sư cao cấp, kỹ sư hàng đầu cũng như là người đứng đầu của cái dịch vụ cấp bằng cũng như là sáng chế. Đó, đây là một trong những cái vị trí rất là cao trong cái viện cơ học của nước Belarus, đúng không ạ? Đấy, và từ năm 1985 đến năm 1986 thì ông cũng đã từng làm cái công việc đó là kỹ sư hàng đầu của Hiệp hội Sản xuất Coral. Đấy, thì vì bản thân ông cũng đã từng trải qua rất là nhiều những cái vị trí công việc đấy ạ. Tiếp theo thì quý cô chú anh chị em cũng có thể theo dõi được tiếp là ví dụ như là năm 1988 là Anatolinsky được bầu làm giám đốc của Trung tâm Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật của nhà nước đấy, và của Liên Xô, của thanh niên ạ, với cái tên là Star World, dịch tiếng Việt mình đó là Thế giới các vì sao ạ. Đấy, và cái doanh nghiệp này được thành lập theo yêu cầu của Liên đoàn Vũ trụ Liên Xô. Và quý cô chú anh chị em có biết không ạ? Khi mà em Huyền tìm hiểu về cuộc đời của ngài chủ tịch tập đoàn thì em Huyền rất là ấn tượng với cái mốc này. Cái mốc mà khi ông được làm giám đốc của cái thế giới vì sao này thì em Huyền mới thấy rằng là ông đã thể hiện rằng không phải ông chỉ mỗi có tài ở cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học đâu ạ, mà ông còn có tài trong lĩnh vực làm doanh nhân nữa, làm kinh tế nữa cơ ạ. Ông sử dụng những cái đồng tiền vốn rất là hiệu quả, cũng như là phát triển những cái công nghệ điều hành cái doanh nghiệp của mình rất là tốt để cho là cái doanh nghiệp này có mang về những cái nguồn lợi nhuận cực kỳ cao, hàng triệu đô mỗi năm. Đó, và đóng góp rất là nhiều vào cái nền nông nghiệp của nước Nga ở cái thời điểm đó. Tiếp theo, đến năm 2009 thì tại Hội đồng Nhà nước về đổi mới trong giao thông vận tải thì Thống đốc vùng Morozov đã báo cáo lên Tổng thống Nga Medvedev ở cái thời điểm đó là về cái vấn đề là xem xét đưa các cái công nghệ dây của cái nhà khoa học này vào danh sách các cái công nghệ quan trọng của Liên bang Nga, cũng như là đưa vấn đề phát triển và phát triển công nghệ vận tải sáng tạo mới ở cái cấp độ thứ hai, tức là tuyến đường trên cao đó, Unisky Stream Technology, vào cái chiến lược vận tải của Liên bang Nga với cái sự hình thành sau đó của cái chương trình mục tiêu liên bang. Thì đây nó là gọi là một trong những cái mốc hình thành phát triển để đưa cái công nghệ đường dây mà Unisky nghiên cứu phát triển, sau này nó mới có cái bước phát triển sau này là tập đoàn Segway của chúng ta như ngày nay. Đấy, thì đây nó là những cái mốc quan trọng trong cái cuộc đời của nhà khoa học Unisky. Thì em Huyền xin phép được đưa lên trên slide này để chia sẻ cùng với tất cả các cô chú anh chị em. Tiếp theo ạ, trong cái sự nghiệp của mình thì đấy, cái mốc mà em Huyền vừa mới nói là từ năm 1977 thì đến năm 2000 thì ông Anatolinsky đã nghiên cứu rất là nhiều khía cạnh của hệ thống giao thông chuỗi, hệ thống đường dây trên cao như ngày nay. Và như ở trên phía màn hình thì quý cô chú anh chị em có thể được nhìn là đây là những cái gọi là ý tưởng đầu tiên ban đầu mà khi ông hình thành và phát triển lên cái công nghệ đường dây Unisky của chúng ta như ngày nay. Đó. Tiếp theo vào năm 2001 thì cũng đã có một cái diễn ra một cái cuộc họp giữa đại diện Bộ Giao thông Vận tải Nga với công ty cổ phần khoa học và sản xuất Unisky về triển vọng phát triển cũng như là triển khai hệ thống vận tải chuỗi
Và khi đó thì đại diện của Bộ Giao thông Vận tải Nga đã được xem trực tiếp cái mô hình của cái công nghệ đường ray dây Unisky này với cái tỷ lệ là 1 năm, với cái chiều dài của cái tuyến đường thử nghiệm đó là 100m ạ. Khi đó nó gọi là mô hình, và tỷ lệ mô hình là 1 năm, không phải là một cái mô hình, không phải là một cái công trình thực tế như chúng ta đang có ngày nay, khi mà con người chúng ta có thể ngồi trực tiếp trải nghiệm trên đấy, đúng không ạ? Đây là vào năm 2001 đấy ạ. Thế và ở trên hình thì quý cô chú anh chị em có thể là quan sát được đại diện của Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga đã quan sát cái trình bày mô hình của công nghệ đường ray dây Unisky. Đấy. Và phía bên này thì quý cô chú anh chị em cũng có thể quan sát được thêm về cái tiến trình phát triển của nó trong cái sự nghiệp phát triển của nhà chủ tịch tập đoàn. Đó là vào năm 2006 thì Anatoly Unisky đã thực hiện những cái cuộc đàm phán với các đối tác đến từ nước Trung Quốc. Đấy, ngay tại ở trên các cái tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ở cái thời điểm đó nó cũng đã mang cái công nghệ của mình trình bày với lại bên phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rồi đấy ạ. Đấy, đương nhiên là trong cái quá trình đó thì cũng trải qua rất là nhiều những cái khó khăn thử thách. Thì mãi đến về sau này thì chúng ta mới có cái khu trung tâm trình diễn ở bên Zaza UAE, đúng không ạ? Đấy ạ. Tiếp theo thì trong cái khoảng thời gian đó, khi mà ông phát triển cái sự nghiệp của mình thì ông cũng mang trình bày những cái diễn biến về cái sự phát triển, cái nghiên cứu khoa học của mình về cái công nghệ đường ray dây Unisky này với các cái nhà đầu tư cũng như là các cái khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên như chúng ta được biết ạ, đó là cái quá trình phát triển để biến cái công trình khoa học, những cái bản vẽ thiết kế của ông, những cái mô hình này để trở thành một cái sản phẩm thực tế, nó đã gặp qua rất là nhiều những cái gian truân, thậm chí là đã thất bại đến tận 7 lần ạ. Tận 7 lần vì sao lại thất bại nhiều như thế? Thì rất là mong quý cô chú anh chị em có thể nghe lại 6 cái video trong cái sở quyền sở hữu trí tuệ của Unisky, của công nghệ Unisky này, để chúng ta được hiểu rõ hơn về 7 cái lần thất bại khi mà ngài chủ tịch tập đoàn đã mang trình bày những cái ý tưởng của mình đến với rất là nhiều những chính trị gia, những tỷ phú giàu có, và cũng đã từng hợp tác với nhiều người để thực hiện những cái ý tưởng của mình trở thành một cái sản phẩm thực tế. Tuy nhiên là trong 7 cái lần thất bại đó thì ông đã gặp phải rất là nhiều những cái khó khăn, từ là cái sự tước đoạt của chính những người đối tác với mình, đúng không ạ? Rồi thì gặp phải rất là nhiều những cái sự từ chối, cũng như là rất là nhiều những cái sự nghi ngờ rằng là ông có phải là một người bình thường không, khi mà có ra một cái ý tưởng nó đi trước thời đại quá nhiều đến như vậy. Đấy, và trong cái quá trình đấy, bản thân ông cũng đã từng phải rời khỏi cả nước của mình để đi sang một cái đất nước khác để bảo toàn tính mạng, bảo vệ cái, bảo toàn được cả cái quyền sở hữu trí tuệ của mình nữa. Đó, cũng như là làm thế nào để mà sau này ông có thể là vẫn còn khỏe mạnh, và lại còn phát triển cái công nghệ đường ray dây một cách phát triển như ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Ở phía trên màn hình thì quý cô chú anh chị em đang được theo dõi là ở cái bức hình ở phía bên phải đấy, là ông đang trình bày với đại sứ của Malaysia về cái mô hình của công nghệ Unisky. Cái mô hình này thì đang có cái tỷ lệ là 1 năm thôi. Đó, còn ở phía bên này thì ông đang trình bày cái bài thuyết trình của mình cho tổng giám đốc của thành phố Dubai. Đó, và đây là những cái hình ảnh thực tế ở cái những cái thời điểm đó được ghi chép lại, được chụp lại, và đến sau này là có ở trên những cái trang website chính thống để mà quý cô chú anh chị em nhà đầu tư đều có thể là theo dõi, tìm hiểu, chúng ta biết được về cái lịch sử hình thành phát triển của cái loại hình công nghệ đường dây, cũng như là cái cuộc đời của nhà khoa học này. Tiếp theo ạ, trải qua 7 lần thất bại thì rất là may mắn, đúng không ạ? Đến năm 2012, khi mà Tổng thống Mỹ Barack Obama ký một cái đạo luật Job công nhận rằng là những ai mà có ý tưởng hay, có phát kiến vĩ đại nhưng mà lại không có tiền, không có đủ vốn để biến những cái ý tưởng đấy, những cái phát minh đấy của mình trở thành sự thực, thì có thể trình bày, đưa ý tưởng của mình ra ngoài công chúng và kêu gọi vốn ở trong công chúng. Mỗi một người dân, hàng triệu người dân, mỗi người góp $1 thôi cho cái ý tưởng này thì đã có rất là nhiều tiền để góp vào một cái dự án biến nó trở thành sự thực. Đấy, và từ cái ý tưởng này mà vào năm 2013 thì Anatoly Unisky ông đã bắt đầu hình thành ý tưởng thành lập tập đoàn và sử dụng cái hình thức kêu gọi vốn này, tên tiếng Anh của nó là crowdfunding, kêu gọi vốn cộng đồng. Đó, và vào năm này thì ông cũng đã đưa những cái sở hữu trí tuệ của mình mang đi định giá
cái giá trị thị trường của những cái quyền sở hữu trí tuệ của mình được định giá là hơn 400 tỷ đô. Đó, và trên cơ sở đó thì ông cũng đã đưa toàn bộ những cái tài sản là sở hữu trí tuệ của mình được đưa góp vốn vào ủy quyền cho các công ty nhỏ ở phía bên trong. Và chính bản thân ông đã là người trao tặng cái gọi là vốn đầu tiên là cái sở hữu trí tuệ của một nhà khoa học cho một cái doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ. Đấy, như thế chúng ta được biết rằng là chúng ta cũng lại càng cảm thấy là biết ơn. Bởi vì là với một cái doanh nghiệp mới ở cái giai đoạn khởi nghiệp thôi, làm sao có thể nói được với nhau là nó đã có một cái vốn hóa được định giá là hơn 400 tỷ đô rồi. Phải có là cái gì chứ đúng không ạ? Phải có ở đây đó là cái nền tảng, là cái cơ sở của một nhà khoa học biết ạ. Ông đã trải qua rất là nhiều những cái gian truân cũng như là cái quá trình hình thành phát triển ý tưởng của mình. Đấy, và trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn khó khăn thử thách để đi đến rằng là mang cái quyền sở hữu trí tuệ của mình định giá hơn 400 tỷ đô. Và chính ông lại là cái người mà đem tặng góp vốn đưa cái quyền sở hữu trí tuệ này của mình vào cái công ty, vào các công ty con. Và đây nó chính là cái vốn đầu tiên hình thành lên cái tập đoàn Unisky của chúng ta như ngày nay, để nói rằng là từ đó mà chúng ta đã có cái nền tảng để có thể chia sẻ được với nhau rằng là cái số cổ phần mà mình được sở hữu ngày hôm nay với cái chiết khấu, ví dụ như là hiện tại là đang có cái gói quà tặng Tết chiết khấu 190 chẳng hạn, thì là 1 đô được 90 cổ phần với cái giá trị cổ phần đã được định giá trị thấp nhất là 1 đô trên 1 cổ phần. Đấy chính là cái tài sản mà ngài chủ tịch tập đoàn đã dành tặng cho các nhà đầu tư, chính là những người ủng hộ ý tưởng của ông và góp phần công sức của mình cũng như là tiền của mình vào cái sự nghiệp phát triển của ông, chung tay cùng với ông phát triển cái loại hình công nghệ này ra thương mại trên toàn thế giới, trên toàn thị trường, đúng không ạ? Đó là vào năm 2014 thì ông đã thành lập tập đoàn Skyway như chúng ta đã biết ở cái thời điểm đầu. Thì khi đó gọi cái tên là tên công nghệ Skyway và lấy cái tên tập đoàn là Skyway. Và khi đó thì ông cũng chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn và là chủ của các cái nhóm thiết kế luôn, đúng không ạ? Cái thời điểm năm 2014 thì khi đó là tập đoàn của chúng ta được thành lập ở nước Litva, Cộng hòa Litva. Đương nhiên trong cái khoảng thời gian đó thì có rất là nhiều những tranh cãi lùm xùm rằng là chính phủ Litva nghi ngờ về rằng là một cái con người, không phải là họ không nhìn đây là một nhà khoa học, một doanh nhân, mà họ lại nhìn ông ở một cái ánh mắt rằng là có thể là một người lừa đảo, đi lừa tiền của các nhà đầu tư. Đấy, bởi vậy mà chúng ta mới có cái câu chuyện phía sau này rằng là chính phủ Litva đã đưa cái pháp luật của mình vào nghiên cứu, vào gọi là điều tra và điều tra dòng dã tập đoàn Skyway của chúng ta trong suốt 3 năm trời. Nhưng trong suốt 3 năm ấy họ không tìm thấy bất cứ một cái những cái thông tin nào, những cái gọi là luận cứ luận điểm nào để cho thấy rằng đây là một cái mô hình lừa đảo hay là con người của ngài chủ tịch tập đoàn là cái người mà đi lừa đảo người khác, mà chỉ là có một cái sự thất bại rằng là không có tìm thấy gì, một cái gọi là không rõ ràng, không minh bạch ở trong cái doanh nghiệp này hết. Và ngược trở lại thì sau đó thì tập đoàn của chúng ta đã kiện ngược trở lại chính phủ Litva vì cái sự kìm hãm phát triển của doanh nghiệp của mình trong cái khoảng thời gian đó. Đấy, và rất là may mắn thì thời gian sau khi mà chính phủ Litva họ nghi ngờ như vậy, họ điều tra như vậy, thì tập đoàn của chúng ta cũng đã có một cái bước tiến phát triển mới vào năm 2015, khi mà chính phủ của Cộng hòa Belarus đã quyết định là sẽ ủng hộ ngài chủ tịch tập đoàn. Và khi đó thì chính phủ đã giao cho tập đoàn của chúng ta một cái khu đất đấy là cái bãi đất hoang, và hiện tại thì chúng ta đang nhìn thấy là nó là một cái khu sinh thái rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Đó, và chính phủ đã gọi là cho thuê, cho tập đoàn của chúng ta thuê dài hạn cái diện tích đất là 28 hecta, và để chúng ta có thể xây dựng được cái khu trung tâm trình diễn công nghệ Eco Technovac ở Minsk, ở Cộng hòa Belarus, đúng không ạ? Đó, và đây là cái hình ảnh hiện tại ở cái khu trung tâm trình diễn ở Belarus mà chúng ta đang được thấy. Trên thực tế thì các nhà đầu tư của chúng ta cũng đã trực tiếp được đi sang bên cái khu trung tâm trình diễn này để trực tiếp trải nghiệm, trực tiếp ngồi trên con tàu của Skyway, được chụp lại những cái tấm hình lưu niệm. Bản thân em Hiền cảm thấy rất là ghen tị khi mà mình không được biết đến cái cơ hội này sớm, cũng như là chưa được có một cái cơ hội để trực tiếp sang bên đó. Rất là mong muốn trong cái thời gian sắp tới khi mà dịch Covid nó được đẩy lùi rồi thì quý cô chú anh chị em cổ đông, đối tác sẽ có một cái cơ hội để mình được trực tiếp sang thăm cái công ty của mình, sang thăm cái tập đoàn và khu trình diễn của mình ở bên đó.
cái mốc tiếp theo ạ. Mốc tiếp theo đó là cái mốc vào năm 2018. Thì khi này tập đoàn của chúng ta đã có một cái bước đi thứ hai nữa. Là đây là một trong những cái bước đi mà bản thân em Hiền cho rằng là nó là một trong những cái bước đi gọi là trong cái tầm nhìn phát triển của một cái doanh nhân có tầm nhìn rất là đi rất là xa. Ở cái chỗ đó là khi mà chúng ta thành lập được khu trung tâm thử nghiệm ở bên Belarus rồi, chúng ta đã đạt được cái trình diễn cũng như là những cái chứng nhận những cái mẫu tàu của chúng ta rồi. Tuy nhiên ở cái thời điểm đó, cái sự nhìn nhận của thế giới về loại hình công nghệ mới này của chúng ta nó vẫn chưa được nhiều, đúng không ạ? Đó, và phải mãi cho đến khi mà chúng ta thành lập cái khu trung tâm thử nghiệm thứ hai ở nước UAE, thì khi chúng ta đã xây dựng thành công cái khu trung tâm trình diễn ở bên này rồi, chúng ta đã đạt được những cái chứng nhận ở cái thị trường khắc nghiệt Dubai, Sharjah. Đấy, thì khi đó thì quý cô chú anh chị em có thể để ý thấy rằng là vào năm ngoái 2020 đã có một cái trận bão truyền thông trên khắp thế giới nổ ra để ca ngợi cũng như là nhìn nhận, ghi nhận rằng là một cái loại hình công nghệ vận tải sẽ là một cái bước đột phá cho ngành giao thông vận tải của thế giới. Đấy, và đây em nhìn cho rằng là đó là một trong những cái gọi là cái tầm nhìn đi trước của một doanh nhân có tầm nhìn đi xa và trong cái chiến lược phát triển doanh nghiệp của mình ạ. Đó, và trên màn hình thì quý cô chú anh chị em có thể quan sát được là đây là cái mốc thời gian mà chúng ta thành lập cái trung tâm trình diễn chứng nhận công nghệ Uniski của chúng ta tại cái khu trung tâm công nghệ đổi mới của Sharjah. Đấy, và ở phía trên hình là quốc vương của tiểu vương quốc Sharjah, ông đã trực tiếp đến dự chúc mừng cũng như là chứng nhận cái sự phát triển của loại hình công nghệ này ở trong cái khu trung tâm công nghệ đổi mới của đất nước mình. Đó. Tiếp theo ạ, vừa xong thì bản thân em Hiền vừa mới chia sẻ đến với cô chú anh chị em là tiểu sử, và phần thứ hai đó là cái sự nghiệp của một nhà khoa học doanh nhân Anatoly Uniski, và cái mục thứ ba mà em Hiền muốn chia sẻ đến với quý cô chú anh chị em đó là về các văn bằng giải thưởng mà nhà khoa học Anatoly Uniski đã nhận được, để chúng ta được biết rằng là tất cả những gì mà ông đạt được từ những cái quyền sở hữu trí tuệ, từ những cái sự ghi nhận của giới chính trị gia trên thế giới, rồi giới doanh nhân trên thế giới cũng như là cộng đồng các nhà đầu tư, thì chúng ta phải thấy rằng là ông phải làm được những cái gì đó trước đấy rồi thì sau này mới đạt được cái sự ghi nhận đấy, đúng không ạ? Thế thì ở phần thứ hai em Huyền xin phép được chia sẻ đến với quý cô chú anh chị em là về các cái văn bằng giải thưởng mà nhà khoa học này đã đạt được. Để nói về văn bằng giải thưởng của ông thì có quá nhiều thứ để nói. Đấy, tuy nhiên trong cái khuôn khổ phạm vi của buổi Zoom này thì em Huyền xin trình bày về một số những cái giải thưởng là quan trọng nhất ạ. Thứ nhất đó là ông được nhận hai cái khoản tài trợ của Liên Hợp Quốc vào năm 1998 và năm 2002. Đương nhiên là hai cái khoản tiền này thì nó cũng không phải là khoản tiền quá nhiều. Tuy nhiên nó cũng đã đóng một cái vai trò quan trọng để giúp đỡ cho một nhà khoa học ở những cái thời điểm khó khăn, vượt qua những cái khó khăn của mình, thực hiện cái công việc nghiên cứu cũng như là phát triển cái ý tưởng của mình lên thành những cái phát minh hoàn thiện, đúng không ạ? Đó, và ông cũng đã đạt được hai huy chương vàng của Trung tâm Triển lãm Toàn Nga. Ở trên hình là quý cô chú anh chị em có thể nhìn được, đó là cái huy chương vàng mà ông nhận được đấy ạ. Đó. Tiếp theo, những cái văn bằng giải thưởng mà ông đạt được đó là ông đạt được 3 giải chất lượng vàng đánh dấu thương hiệu Nga của chương trình quốc gia về quảng bá hàng hóa, dịch vụ cũng như là công nghệ tốt nhất cho cái công nghệ dự án mô đun hành khách, chở hành khách và chở hàng hóa của cái công nghệ vận tải đường ray dây của chúng ta. Đó, và cái giải thưởng quan trọng mà em Huyền cũng rất là hay kể cho các nhà đầu tư của mình, đó là ông đạt được 2 cái giải Golden Chariot trong đề cử dự án của năm trong cái lĩnh vực ngành giao thông vận tải. Cái giải thưởng Golden Chariot này nó được ví như là giải thưởng Oscar trong cái lĩnh vực ngành giao thông vận tải vậy ạ. Đấy, và đây nó giống như là một cái cúp vàng ấy mà quý cô chú anh chị em tưởng tượng là một cái đội bóng đá khi mà đá thắng trên toàn thế giới World Cup ấy thì sẽ được nhận cái cúp vàng như này. Thì cái giải thưởng Golden Chariot nó có một cái vị thế quan trọng như vậy để cho thấy rằng là những cái công trình nghiên cứu của ông đã được giới khoa học, giới kỹ thuật họ nhìn nhận, họ đánh giá rất là cao như vậy. Đấy, chứ không phải là chúng ta chỉ nói miệng với nhau, mà đây là phải là giới khoa học, giới công nghệ họ chứng nhận, họ ghi nhận như vậy. Đấy, và đạt được những cái giải thưởng như này cho nhà khoa học của chúng ta. Đấy, đây là một trong những cái điều rất là may mắn khi mà chúng ta được hợp tác
với một nhà khoa học vĩ đại như thế, có những cái công trình cũng như là những cái sự ghi nhận của giới khoa học hàn lâm. Tiếp theo, Anatolsky cũng đã đạt được những cái danh hiệu về danh dự hiệp sĩ khoa học và nghệ thuật, đấy, cũng như là nhận được 30 các cái bằng triển lãm trong các cái cuộc triển lãm quốc tế. Ông đã đưa những cái ông đã đưa cái ý tưởng của mình này, ông đã đưa cái hình mẫu mô hình của mình này, cũng như là những cái sản phẩm sau cái khoảng thời gian này đến những cái cuộc triển lãm quốc tế về giao thông vận tải như là công nghệ trên khắp thế giới. Quý cô chú anh chị em hoàn toàn có thể theo dõi được những thông tin này trên hai cái trang website mà em hiện vừa mới trình bày đấy. Đó. Rồi. Và để nói về văn bằng giải thưởng của ông thì nhiều lắm luôn ạ, quá nhiều luôn. Em Huyền trình bày ở phía bên trên này khá là dài, thì quý cô chú anh chị em có thể là quan sát qua nhá. Và có những cái rằng là văn bằng giải thưởng mà có lẽ rằng là trong cuộc đời của một người bình thường chúng ta phải phấn đấu lắm, nỗ lực lắm mới giành được một giải thưởng, một văn bằng ấy vậy mà nhà khoa học của chúng ta, ngài chủ tịch của chúng ta đã đạt được quá nhiều những cái giải thưởng lớn đến như thế. Thế mà chúng ta thấy rằng là một cái con người vĩ đại ở trong một cái ngoại hình nhỏ bé thôi mà là một cái con người quá vĩ đại luôn, đúng không ạ? Cái trí tuệ, cái bộ óc ở phía bên trong ông là khổng lồ. Đấy, em Huyền phải thấy rằng là em Huyền phải ví rằng là ông phải là cái trí tuệ của ông ấy phải bằng bao nhiêu con người gộp lại, đúng không ạ? Có thể được so sánh với những cái tầm vĩ nhân của thế giới, những nhà khoa học lớn như là Thomas Edison, đúng không ạ? Là những nhà khoa học cũng có những cái đóng góp về những cái phát minh cho nhân loại. Rồi Thomas Edison cũng là một trong những người mà cũng trở thành danh nhân để biến những cái công trình nghiên cứu của mình trở thành một cái sản phẩm thực tế, mang nó ra thương mại trên toàn thế giới. Và nhà khoa học Anatolsky của chúng ta cũng tương tự như thế. Em Huyền nhận và nghĩ rằng là hoàn toàn chúng ta có thể ví ông như một cái vĩ nhân lớn, vĩ đại như vậy. Đấy, ở trên này thì có rất nhiều những cái giải thưởng. Đó, bằng tốt nghiệp của ông này, những cái văn bằng mà ông đạt được. Đó, rất nhiều luôn ạ. Để liệt kê ra thì dài, dài, cực kỳ dài luôn. Em Huyền liệt kê ở trên này là 4 cái slide ạ. Và nó toàn là chữ, thôi. Thì xin phép cho em Huyền không đọc nhá. Đấy, quý cô chú anh chị em hoàn toàn là có thể tự mình cũng tìm hiểu được ạ. Đó. Rồi, em Huyền xin phép được chia sẻ cái thông tin tiếp theo, cũng là một trong những cái thông tin rất là quan trọng. Đấy, ngoài cái việc là ông nhận được những cái văn bằng giải thưởng trong cái lĩnh vực khoa học của mình, thì lĩnh vực thứ hai đó là lĩnh vực về doanh nhân. Ông đã đạt được cái đánh giá là một trong những cái nhà lãnh đạo kiệt xuất của thiên niên kỷ, của thế kỷ 21 ạ. Đấy, bởi nước Nga người ta đưa ra cái đánh giá này. Đấy, và quý cô chú anh chị em hoàn toàn có thể đọc được cái thông tin này ở trên cái trang, ở trên cái kênh RSVK System, là cái kênh của tập đoàn chúng ta đấy ạ. Đấy, và đây là cái thông tin ạ. Đó, đây chính là những cái văn bằng, đây là cái văn bằng để chứng nhận ông là đạt được, là nằm trong top 100 những cái nhà lãnh đạo kiệt xuất của thiên niên kỷ. Đấy, đây là cái sự ghi nhận phải nói rằng là rất là danh giá, đúng không ạ? Đó. À, những cái thông tin này thì em Huyền tin chắc rằng là quý cô chú anh chị em cũng đã được nghe, được xem ở đâu đó rồi. Đấy ạ, đây là những cái nhà lãnh đạo kiệt xuất mà được chụp ảnh lưu niệm ấy, đấy, và được trình bày ở trên này. Đó. Rồi ạ, phần tiếp theo thì đó là một cái phần mà em Huyền cảm thấy là ngoài cái tiểu sử này, ngoài cái sự nghiệp phát triển này, ngoài những cái văn bằng sáng chế này, ngoài cái sự ghi nhận của chính phủ Nga về một cái doanh nhân tài ba như vậy, thì quý cô chú anh chị em có thể là thấy rằng là trên thực tế, ngài chủ tịch tập đoàn của chúng ta Anatolsky là cái người mà trực tiếp làm việc, gặp gỡ với rất nhiều những chính trị gia, những người có tầm cỡ lớn trên thế giới. Đó, như ở trên hình, quý cô chú anh chị em có thể quan sát và thấy được rằng là ngài chủ tịch của chúng ta đã từng làm việc hợp tác với lại quốc vương của Saja này, quốc vương của Dubai này, thái tử Dubai. Và cái hình mà em Huyền cảm thấy rất là cảm động, cái hình ở góc bên trái ở phía bên dưới này là hình mà ngài chủ tịch tập đoàn của chúng ta có buổi gặp gỡ với Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 18. Và trong cái buổi gặp gỡ đấy thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 18 cũng đã có nói rằng là cũng đã có cái sự nhìn nhận và đánh giá rằng là đây là một con người, là một người con đến từ tương lai. Đánh giá ngài chủ tịch của chúng ta là một người con đến từ tương lai ạ. Và ông là một người mà có cái, những cái kiến thức, có những cái tâm
có những cái đức mà phải là những cái người thực sự kiệt xuất, và phải là một cái vị lãnh tụ nào đó đến từ tương lai quay ngược trở về quá khứ để giúp cho nhân loại của chúng ta thoát khỏi cái cảnh ô nhiễm môi trường này, thoát khỏi những cái vấn đề mà xã hội của chúng ta đang gặp phải này. Đấy, và Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng là một trong những người mà rất là ủng hộ cái ý tưởng phát triển về cái loại hình giao thông vận tải đường ray dây trên cao của chúng ta, để cho thấy rằng là ngài chủ tịch của chúng ta không phải chỉ là mỗi là người làm kinh tế đâu ạ, mà ông còn là cái người mà đi vào cái gốc rễ của vấn đề, đó là gốc rễ của vũ trụ, là bà mẹ thiên nhiên ấy. Đó là từ những cái gọi là những cái sự kiện này, những cái bằng chứng cho thấy rằng là ngài chủ tịch của chúng ta vừa là một nhà khoa học, vừa là một doanh nhân, và ở trong đấy thì em Viền còn cảm thấy rằng là còn cảm nhận được rằng là ông còn là một nhà ngoại giao tài ba nữa. Quý cô chú anh chị em có công nhận với em Viền không ạ? Đó là như những cái doanh nghiệp khác ấy, mà người ta lập lên một cái doanh nghiệp là người ta còn gọi là thuê tổng giám đốc này, thuê giám đốc của công ty về làm việc, và chính những cái người này là những người mà sẽ đi thực hiện những cái việc đàm phán để ký kết, đi đến cái sự ký kết các cái đơn hàng thương mại cho cái công ty của mình, cho doanh nghiệp của mình. Thế nhưng với doanh nghiệp của chúng ta thì sao ạ? Chính ngài chủ tịch tập đoàn lại chính là những người ngoại giao thực hiện cái công việc ngoại giao này, làm việc với các chính phủ các quốc gia, làm việc với lại các quốc vương đó, tổng thống của các quốc gia như vậy, rồi làm việc với lại các vị tỷ phú giàu có trên thế giới để đi đến những cái sự hợp tác, cái sự nhìn nhận đó, và ủng hộ cho cái công nghệ đường của mình. Thì em hiểu mình thấy là ở trong một cái con người của ngài chủ tịch tập đoàn là hội tụ rất là nhiều những cái yếu tố, như những cái bài chia sẻ trước đấy ạ, là các anh chị em của chúng ta hay còn nói rằng là đây là một vị lãnh đạo có tâm, có tầm và có tài, và thậm chí là mọi người còn có thêm cả có tiền, có tình người, tình ở trong đấy nữa. Đấy, có rất là nhiều chữ T hội tụ ở trong cái con người này, và dựa trên những cái thực tế mà chúng ta tìm hiểu biết được về cái con người này, thì không phải rằng là ông ấy thực hiện cái dự án này của mình lên thành lập cái tập đoàn Skyway của mình nhằm cái mục đích gì đó trục lợi cho cả cá nhân, mà ông ấy nhằm một cái mục đích to lớn hơn rất là nhiều, mục đích vĩ đại hơn rất là nhiều, đó là bằng cái những cái nghiên cứu của mình, bằng những cái sáng tạo của mình là một nhà khoa học chân chính, thì ông muốn là mang những cái nghiên cứu đó, mang những cái công trình đó của mình giúp ích cho nhân loại ở ngay cái lúc mà ông còn sống, chứ không phải là đợi đến khi mà ông mất đi rồi thì phụ thuộc vào cái thế hệ phía sau thực hiện cái ý tưởng này của mình đó. Và nội dung tiếp theo sau đây thì em Huyền xin phép được mời quý cô chú anh chị em được xem hai cái video ngắn. Video thứ nhất là tóm tắt về tiểu sử của nhà khoa học Anatolinsky, và video thứ hai đó là video lát nữa em Huyền sẽ tiết lộ đâu ạ, để chúng ta sẽ xem từng video một ạ. Đó, em Huyền cứ nói đến ngài chủ tịch đoàn là cực kỳ xúc động luôn ạ. Dạ. Thì em Huyền xin phép được mời quý cô chú anh chị em cùng được với em Huyền cùng xem cái tóm tắt tiểu sử về nhà khoa học Anatolinsky, sau đó là một cái bộ phim khoa học ngắn về cái cuộc đời của ông ạ. Bộ phim đầu tiên em Huyền xin phép được mời quý cô chú anh chị em cùng xem, đó là tóm tắt về tiểu sử. Xin giới thiệu với các bạn về người sáng lập chủ tịch tập đoàn Skyway, những văn bằng giải thưởng mà chủ tịch Skyway đã cống hiến cho xã hội. Tóm tắt tiểu sử của nhà khoa học doanh nhân Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy sinh ngày 16 tháng 4 năm 1949 trong thời kỳ hậu chiến khó khăn tại làng Kryuki, quận Kumarinsky, vùng Gomel, Belarus. Anatoly Yunitskiy là một nhà khoa học, nhà phát minh và doanh nhân, thành viên, học giả của Viện Khoa học Tự nhiên Nga, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng thiết kế của String Technology CGSC, MIS, Cộng hòa Belarus và nhóm các công ty quốc tế Skyway, nhà phát triển của dự án đơn vị vận tải chuỗi, nhà phát minh công nghệ Skyway, người tạo ra hệ thống giao thông không gian điện lý, cũng như một số dự án giao thông và cơ sở hạ tầng dựa trên công nghệ chuỗi, chủ tịch tập đoàn quốc tế Skyway, người đứng đầu hai dự án của Liên Hợp Quốc, thành viên của Liên đoàn Du hành Vũ trụ Liên Xô, tác giả của hơn 140 phát minh, hơn 20 chuyên khảo và hơn 200 bài báo khoa học. Tổng giám đốc, nhà thiết kế chung của Eurasian Rail Skyway Systems Ltd, London, Vương quốc Anh. Các giải thưởng lớn mà Anatoly Yunitskiy đã đạt được trong quá trình cống hiến cho xã hội.
1. Hai huy chương vàng của Trung tâm Triển lãm Toàn Nga. 2. Hai chariot vàng trong đề cử dự án của năm của ngành vận tải. Golden Chariot được ví như giải Oscar trong ngành vận tải. Giải thưởng vận tải quốc tế Golden Chariot là cuộc thi dành cho những người có liên quan đến vận tải và cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới. Golden Chariot đánh giá các tổ chức, công ty và mọi người trên toàn thế giới có đóng góp lớn nhất cho ngành. 3. Đạt 3 nhãn hiệu chất lượng vàng thương hiệu Nga. 4. Danh hiệu danh dự hiệp sĩ khoa học và nghệ thuật. 5. 30 văn bằng của triển lãm quốc tế và nhiều loại văn bằng giải thưởng lớn khác. Anatoly Eduardovich đã tạo ra nhiều phát minh khác nhau, các loại vũ khí, máy bay, nhà máy điện mới, vân vân. Nhưng 30 năm trước, ông quyết định không nên theo đuổi một số lượng lớn các phát minh mà tham gia vào chương trình cứu nhân loại bằng cách đưa tất cả các ngành công nghiệp và công nghiệp nguy hiểm vào không gian. Bây giờ không ai sẽ tài trợ cho chương trình này, cả NASA, Roscosmos, Liên Hợp Quốc cũng không phải đầu sọ, cũng không phải chính phủ. Vì vậy, ông ký quyết định rằng ông cần phải tự kiếm tiền và tài trợ cho dự án toàn cầu và cần thiết này. Tôi đã chọn dự án mạnh nhất từ nhiều loại hiện có và bắt đầu cuộc sống, tạo ra Skyway, sẽ thương mại hóa nó sớm thôi. Đơn vị vận chuyển chuỗi, viết tắt là STU, là một dự án của một hệ thống giao thông dựa trên một đường dây có thiết kế đặc biệt sử dụng một số cáp thép kéo dài. Chuỗi đường đòi hỏi vật liệu ít thô hơn so với đường sắt, nó là rất undermanding với bề mặt chịu lực và đảm bảo sự an toàn của hàng hóa trong trường hợp xảy ra tai nạn. Dự án nên cho phép thay đổi các thuộc tính của đường dây cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau và trong mỗi tùy chọn để bảo vệ quyền tự do lựa chọn mô đun, bộ đĩa và tốc độ của nó, cho phép trên loại đường dây này. Skyway, trước đây là đơn vị giao thông vận tải chuỗi đơn giản, là một hệ thống vận chuyển nâng cao, trong đó chuyển động được tổ chức bằng các phương tiện kéo căng liên tục kéo căng trước căng thẳng kéo dài giữa các hỗ trợ. Đường dây dây được đặc trưng bởi độ bền cao, độ cứng, đồng đều, khả năng sản xuất và lắp đặt, tiêu thụ vật liệu thấp và một loạt các nhiệt độ hoạt động. Nâng cao cấu trúc đường dây trên bề mặt sẽ ngăn chặn sự va chạm của đầu lăn của hệ thống vận chuyển dây với người đi bộ, động vật và phương tiện. Đây là nguyên nhân chính gây ra tai nạn trong giao thông truyền thống. Vị trí của cấu trúc đường dây trên mặt đất có tầm quan trọng cơ bản đối với việc xây dựng rẻ hơn, vì sự tôn trọng nhất đối với môi trường và cũng để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất trong giao thông. Skyway không chỉ là giao thông, mà còn là cơ sở cho sự hình thành cơ sở hạ tầng toàn cầu mới, trong đó giao thông sẽ không còn là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cái chết của hàng triệu người, mà sẽ là phương tiện giao thông hiệu quả, giá cả phải chăng, an toàn tuyệt đối. Tốc độ trong những chiếc xe như vậy có thể đạt tới 500 km/h và chuyển động của nó được điều chỉnh tự động. Theo dữ liệu được công bố vào năm 2014 trên Russia Gazeta, Skyway đã được đưa vào top 50 xếp hạng khởi nghiệp lớn nhất. Trình bày công nghệ Skyway ở định dạng VDF, kích thước T49 Hamburg. Có một cái rất là kinh khủng như này. Dạ. À, vừa xong thì là quý cô chú anh chị em được xem một cái bộ phim ngắn và tóm tắt về tiểu sử của nhà khoa học Anatoly Nevsky. Và bộ phim thứ hai thì em Huyền muốn mong muốn được truyền đạt đến trong cái buổi Zoom này, đó là một cái bộ phim ngắn về khoa học luôn ạ, từ cái lúc cái thời điểm mà ông còn rất là nhỏ. Và xem cái bộ phim này thì quý cô chú anh chị em có thể là cảm nhận được những cái sự khó khăn và những sự từ lúc hình thành ý tưởng của ông cho đến cái quá trình hình thành phát triển sau này. Đây là quê hương của nhà khoa học Anatoly Nevsky đấy ạ. Ở cái thời điểm đó, đó là một cái quê hương, một cái xứ sở mà bị ảnh hưởng ô nhiễm rất là nhiều từ cái phóng xạ. Ảnh hưởng phóng xạ từ một cái nhà máy phóng xạ ở cái khu vực ông sinh sống đấy ạ. Thì cô chú anh chị em cứ để ý thấy là con người là phải đeo một cái mặt nạ khí thở thì mới có thể là sinh sống được ở khu vực này.
gây ra cho thiên nhiên. Và những cái lời mà quý cô, quý anh chị em đang được nghe, đó là lời của bà mẹ thiên nhiên của chúng ta. Thank you.
уже запускал, а как рядом со школой, в правую сторону было, он разворачивался и туда бил. Туда бежу, там ракета приземлится. Точно бежали туда, и там приземлялась ракета. Все равно,
переписываться, бесполезно убеждать, все равно потом кто-то не признает, но вот. И тогда я шел воевать. И смотрю, публикацию в 1982 году. Это были журналы «Изобретатель» и «Организатор». Что ты нам? И техник «Мандер» шестого. Такие серьезные публикации, такие серьезные журналы. Это самый популярный был журнал, обычно популярный, который тогда в СССР. Thank you.
что цели не достигнуты, а бороться уже нет сил. Жизнь подарила ему надежду. Встречи, Анатолий Эдуардович очень долго рассказывал о том, что он создает, как он это создает. Я была впечатлена, причем так получилось, что я когда-то в детстве читала вот журнал «Наукотехника», и это для меня были такие просто фантастические статьи. И тут, получается, я встречаю человека, который это все написал. Для меня это было, конечно, наверное, каким-то космосом. Мы разговаривали не о звездах, да, там, о какой-то романтике, о каких-то вот таких вот вещах, да. Мы разговаривали о космосе, мы разговаривали о ракетах, мы разговаривали еще то, то есть то, о чем близко именно Анатолий Эдуардович. И вот это вот, я не знаю, просто вот накрыло волной какой-то, которая до сих пор вот 20 лет, и она до сих пор вот я еще где-то там. Đây là người vợ thứ hai đã đồng hành cùng với ông trong quá trình phát triển của mình. Bà ấy chính là tổng giám đốc của công ty Unisky String Technology đó ạ.
Huyền xin phép được dừng cái đoạn phim ngắn này ở đây ạ. Thì cho phép em Huyền được cùng với lại tất cả quý cô chú anh chị em đang có mặt trong Zoom này để chúng ta cùng phân tích lại một chút những cái dữ liệu chúng ta vừa được theo dõi trong cái bộ phim khoa học ngắn về cuộc đời của nhà khoa học Anatoly Nitsky. Quý cô chú anh chị em hoàn toàn có thể thấy được ở trong video đấy ạ, đó là từ những cái lúc mà ông còn rất là nhỏ, 6 tuổi thôi, mà ông đã đắm mình ở trong cái thư viện của cái khu vực của mình rồi và tìm đọc những cái sách về khoa học, về vũ trụ. Đấy, và từ nhỏ ông đã có một cái ước mơ rất là lớn về cái gọi là cái công cuộc để ước mơ mình muốn mình trở thành một cái nhà khoa học vũ trụ vĩ đại của thế giới. Và ở trong cái một đoạn phim này thì quý cô chú anh chị em có thể xem được là sẽ có cả cái yếu tố tâm linh ở trong đó. Yếu tố tâm linh ở đây đó là xuất hiện hai cái giấc mơ đến với ông chủ tịch tập đoàn của chúng ta khi mà ông còn rất là nhỏ. Khi mà ông đi xem phim với chị gái của mình ấy, thì mình thấy rằng là người ta có phóng tên lửa vào vũ trụ. Và khi mà hai chị em xem phim xong thì khi đi ra khỏi rạp chiếu phim thì thấy là cơn mưa lớn trút xuống và cái lượng nước mưa nó rất là lớn đã ngập cả cái con đường. Thì trong lúc mà những người khác thì vui mừng vì là đã phóng thành công tên lửa vào vũ trụ thì ông ấy lại nhìn nhận ra những cái khuyết điểm của cái loại hình tên lửa đưa con người vào không gian vũ trụ, rằng là mỗi một cái tên lửa phóng thành công vào vũ trụ thì sẽ làm thủng tầng ozone, diện tích làm thủng tầng ozone bằng diện tích của một nước Pháp. Nếu như mà trong vòng một năm cứ có 100 cái tên lửa như vậy phóng thành công ra ngoài vũ trụ thì có nghĩa rằng là cái tầng ozone của chúng ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Và cái giấc mơ khi ông ấy còn nhỏ, ông đã gặp được cái bà mẹ trái đất của chúng ta. Bà mẹ trái đất đã nói với ông rằng là đã thủ thỉ với ông rằng là con hãy thực hiện những cái việc mình cần phải làm, hãy cứu ta. Nếu không thì ta sẽ có thể là sẽ bị diệt vong sau 2 đến 3 thế hệ tới. Đấy, và nó giống như là một cái yếu tố tâm linh nào đó giúp cho ông duy trì được cả một cái nghị lực rất là lớn trong cái quá trình ông ấy nghiên cứu phát triển cái quãng đường khoa học của mình. Đấy, và phải nói rằng là trong cái cuộc đời của một con người thì cũng có nhắc đến cái yếu tố gia đình đúng không quý cô chú anh chị. Đấy, và bản thân ông chủ tịch tập đoàn của chúng ta ấy, thì cũng giống như những người bình thường khác, đó là khi ông thực hiện những cái ý tưởng phải nói là khác người đến như vậy thì đã gặp phải rất là nhiều những cái sự phản đối ở phía bên ngoài, những cái sự nghi ngờ. Ngay cả cái người vợ đầu tiên của ông cũng đã nghi ngờ cũng như là không tin tưởng vào cái công trình nghiên cứu này của ông, và còn nói với ông rằng là thôi anh hãy bỏ hết cái công việc của mình đi, hãy đi lái taxi kia kìa. Đấy, ít ra thì đi lái taxi còn có tiền mang về để nuôi sống với cuộc sống của mình. Đấy, và ông đã ly hôn với người vợ đầu tiên, và đến năm 50 tuổi thì ông gặp được người vợ thứ hai của mình ở trong cái bộ phim, quý cô chú anh chị em có thể thấy được đấy ạ, là hai người gặp nhau ở trong một quán cà phê. Người vợ thứ hai này của ông chính là cái người vợ đồng khang, là đã ủng hộ cho ông ngay từ những cái ngày đầu tiên khi mà hai người biết đến nhau. Thì khi này bà đã đọc được những cái bài báo khoa học ở trên những cái tạp chí rồi, bà đã có một cái sự ngưỡng mộ với một nhà khoa học rồi. Thế nên sau đó thì khi mà gặp được ngài chủ tịch đoàn của chúng ta thì nghe ông trình bày về những cái ý tưởng của mình thì bà lại càng khâm phục, lại càng tôn trọng và ủng hộ hết mình. Bà đã mang hết cả cái gia sản của mình để ủng hộ cho cái ý tưởng của ông, và sau này hai người đã kết hôn và đã có hai cô con gái. Với người vợ đầu thì ông có một người con trai và ông có tổng cộng là 3 người con. Đấy, và cái người vợ thứ hai rất là đặc biệt quý cô chú anh chị em ạ, và là một nhân vật rất là quen thuộc, đó chính là tổng giám đốc của công ty Unisky String Technology của chúng ta. Đấy, và em Hồ Văn Lợi cũng như là các anh chị em cổ đông đã trực tiếp được gặp mặt cả ngài chủ tịch, cả phu nhân của mình, đã được chụp ảnh lưu niệm với bà rồi. Thế thì đấy, nó là một trong những cái yếu tố ở phía sau này, gia đình, người vợ thứ hai là cái người mà đã ủng hộ ý tưởng của mình, ủng hộ ý tưởng cho ông. Đấy, và có một cái giấc mơ thứ hai nữa, đó là cái giấc mơ rằng là khi ông gặp những cái khó khăn, những cái thử thách như vậy thì ông đã mơ gặp tiếp là bà mẹ trái đất, và bà mẹ trái đất có động viên ông để ông tiếp tục thực hiện những cái công việc nghiên cứu của mình. Và ông có hỏi lại bà mẹ trái đất là liệu con có đủ thời gian hay không, thì bà mẹ trái đất trả lời là con đủ thời gian để thực hiện những cái ý tưởng của mình, những cái khát vọng của mình. Và trong cả một cái hành trình 72 năm cuộc đời thì ông đã trải qua rất là nhiều những cái gian khó để cho thấy rằng là ở trong người ông là
ngoài cái trí tuệ thì ông còn có nghị lực lớn, và ông lại còn là một người có đạo đức nữa. Đấy, và từ cái tâm chân thành của mình là muốn mang những cái công trình nghiên cứu của mình, muốn mang lại những cái lợi ích to lớn cho toàn nhân loại, mà ông đã vượt qua hết những cái khó khăn, gian nan, thử thách để đi đến thành công như ngày hôm nay. Và quay ngược trở lại là chúng ta lại biết ơn Ngài Chủ tịch Tập đoàn, và biết ơn rằng là không phải là một cái câu chuyện ngắn, rằng là khi mà chúng ta làm chương trình đối tác ấy ạ, khi chúng ta chia sẻ là đầu tư 24 triệu thì sẽ được sở hữu một cái số lượng cổ phần trị giá là bao nhiêu tiền sau vòng 2 đến 3 năm tới, 5 năm tới nó sẽ thành một cái giá trị tài sản lớn. Không phải tự nhiên mà có cái con số đấy đâu ạ. Không phải là như các sân sàn tài chính rằng là chúng ta đầu tư tiền vào là cứ thế là tiền nó sẽ chảy về phía mình đâu, mà đây nó là trên cái nền tảng của một nhà khoa học vĩ đại, của một cái con người đã trải qua bao nhiêu gian khó, những cái công sức của mình ở trong đấy để cống hiến cho chúng ta. Và chúng ta là những người cũng góp một phần cái công sức tiền của mình vào cho cái công nghệ này phát triển, và từ đấy giờ chúng ta sẽ được đền đáp bằng chính cái giá cổ phần, cái giá trị cổ phần, giá trị tài sản của chúng ta tăng trưởng trong cái thời gian tương lai. Nên là càng là các anh chị em cổ đông cũng như là đối tác của Uniski thì lại càng trân trọng cũng như là hiểu rõ được cái giá trị cổ phần mà chúng ta đang nắm giữ trong tay. Nó không phải là như những cái sự hiểu lầm ở phía ngoài kia rằng là chúng ta đang lừa đảo, hay là chúng ta đang một cái gì đó rất là viển vông, đầu tư một cái khoản tiền nhỏ mà trong một cái thời gian vài năm lại có thể trở thành một cái khoản tiền rất là lớn như vậy. Nó đều có cái cơ sở nguyên căn của nó, đúng không ạ? Thế thì em Hiền mong muốn truyền tải rằng là thông qua những cái buổi Zoom như thế này thì rất là mong quý cô chú anh chị em sẽ cùng đào sâu, tìm hiểu, cùng đọc, nghiên cứu những cái tài liệu, và sẽ có những cái sự phân tích cho chính bản thân mình, và thực hiện tốt cái công việc đối tác của mình, cũng như là giúp đỡ cho tất cả, cho càng nhiều người ở phía bên ngoài kia được biết đến cái cơ hội đầu tư và sở hữu cái cổ phần của tập đoàn Skyway ở giai đoạn này cũng như là giai đoạn sau. Khi mà tập đoàn của chúng ta đã ra thương mại rồi thì vẫn còn phát hành đồng token và kêu gọi vốn cho các dự án mục tiêu nữa, lại càng cần cái sức của chúng ta, cái công của chúng ta, để chúng ta cùng với Ngài Chủ tịch Tập đoàn giúp cho ông. Năm nay ông đã 73 tuổi rồi, bước sang tuổi 73, làm thế nào chúng ta sẽ cùng chung tay với nhau, cùng mang lại một cái lợi ích chung, bảo vệ hành tinh với cái câu khẩu hiệu sứ mệnh của tập đoàn của chúng ta, đó là Save Skyway, giải cứu hành tinh, đúng không ạ? Thế thì em phép mà em Huyền được dừng cái buổi chia sẻ Zoom ngày hôm nay ở đây. Chúc cho tất cả quý cô chú anh chị em thật nhiều sức khỏe và sẽ phát triển công việc của mình thật tốt, để tranh thủ thời gian sở hữu cho mình thật nhiều cổ phần. Xin nhường mic lại cho MC chương trình ngày hôm nay, đó là em Minh Toán Đức Trang. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em đã dành thời gian cùng lắng nghe những cái chia sẻ từ cái phía mà em Huyền tìm hiểu về cuộc đời của Ngài Chủ tịch Tập đoàn Anatoly Nevsky. Em Huyền xin nhé. Xin chào tạm biệt mọi người. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Huyền Nguyễn rất là nhiều. Và cô chú anh chị em của chúng ta ở trong Zoom cũng không quên comment số 2 để gửi lời cảm ơn tới cho sự chia sẻ của chị Huyền Nguyễn về những cái thông tin và những cái giá trị rất là lớn về tiểu sử của Chủ tịch Tập đoàn của chúng ta, được không ạ? Có thể comment số 2 để cảm ơn chị Huyền Nguyễn được không ạ? Dạ vâng ạ. Thì bản thân em Toán thì là cũng đồng hành cùng với đoàn thì cũng được hơn hai năm rồi, thì là cũng khi mà xem về cái thước phim về tiểu sử của Chủ tịch Tập đoàn Anatoly Nevsky thì mỗi một lần xem thì lại là một lần cảm động rất là nhiều, bởi vì rằng là để mà có thể tạo ra một cái công nghệ mà chúng ta có thể cảm nhận được và chúng ta có thể ngồi được ở trên cái con tàu mà hiện tại mà chúng ta nhìn thấy được, thì đó là một cái sự là trải qua những cái thử thách và những cái khó khăn rất là lớn. Mà khi mà chúng ta được nghe cái sự chia sẻ của chị Huyền Nguyễn thì rằng là chúng ta hiểu được rằng là những cái khó khăn và những cái thử thách của Chủ tịch Anatoly Nevsky để có thể là tạo ra được một cái công nghệ như bây giờ, và tạo ra cho chúng ta một cái cơ hội để cho chúng ta có thể là sở hữu cổ phần của công ty và đồng sở hữu những cái công nghệ và những cái sở hữu trí tuệ mà Chủ tịch Tập đoàn của chúng ta đã trải qua rất là nhiều lần cam go trong cuộc đời của mình. Và khi mà xem những cái video mà chị Huyền Nguyễn chia sẻ thì toàn tin chắc rằng là những cô chú anh chị em của chúng ta khi mà xem xong cái video đó thì là đều có những cái cảm nhận riêng của mình và đều cảm động
về sự hy sinh của chủ tịch tập đoàn của chúng ta đã đem lại cho chúng ta một cái cơ hội rất rất là tuyệt vời. Và bản thân em Toán thì là khi mà đồng hành cùng tập đoàn thì là khi mà xem những cái video của chủ tịch tập đoàn thì là cũng học được rất là nhiều cái giá trị, nhận được rất là nhiều giá trị. Và có một cái câu nói chủ tịch tập đoàn Anatoly Yunitsky có nói rằng là những cái gì mà không giết được chúng ta ấy, thì sẽ làm cho chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và có một câu nói mà làm không những riêng Toán mà Toán tin chắc rằng là khi mà tất cả các cô chú anh chị em khi mà xem lại cái video chia sẻ của chủ tịch tập đoàn thì là chủ tịch tập đoàn của chúng ta có nói một câu rằng là hạnh phúc là sống không để cho mình mà có một sứ mệnh nào đó. Thì đây là một cái ý nghĩa, một cái câu nói nó động chạm đến rất là nhiều quý cô chú anh chị em là cổ đông và đồng hành cùng chủ tịch tập đoàn của chúng ta. Và đó chính là mà tại sao là tập đoàn của chúng ta lại có một cái slogan, một cái khẩu hiệu, đó chính là gì ạ? Đó là xây Skyway giải cứu hành tinh ạ. Thì đấy là một cái khẩu hiệu mà vô cùng to lớn, mà đấy là một cái sứ mệnh mà chủ tịch tập đoàn của chúng ta đến với thế giới để mà giải cứu chúng ta. Bởi vì là hiện tại trên thế giới chúng ta đang gặp rất nhiều cái vấn đề về giao thông, và ô nhiễm môi trường nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của con người của chúng ta. Bởi vì nếu trong tương lai thì khi mà nếu mà chúng ta không có một cái giải pháp để mà giải quyết được những cái vấn nạn giao thông và ngày càng cái nhiệt độ khí hậu ngày càng nó nóng lên và cái sự ô nhiễm ngày càng lớn, thì cái việc mà chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa nhưng mà cái sự sống của chúng ta bị đe dọa thì những cái số tiền của chúng ta kiếm được thì không có cái giá trị gì cả. Đó cho nên là tất cả chúng ta hãy nhìn vào cái sứ mệnh của chủ tịch tập đoàn của chúng ta và hãy luôn luôn đồng hành và dành hết tâm huyết của chúng ta để chúng ta có thể là hỗ trợ cho chủ tịch tập đoàn là hoàn thành cái sứ mệnh của mình ấy. Và Toán tin chắc là trong buổi tối ngày hôm nay thì là rất nhiều cô chú anh chị em khi mà nghe cái sự chia sẻ của chị Huyền Nguyễn thì đều nhận được những cái giá trị của mình, và Toán rất là muốn được nghe những cái sự chia sẻ của các cô chú anh chị em có mặt trong Zoom buổi tối ngày hôm nay, bởi vì rằng là hôm nay là một ngày thứ bảy rất là đặc biệt. Và tới thời điểm hiện tại thì là vẫn hơn 10 giờ rồi, thì cũng có hiện tại đang có sự có mặt của hơn 100 cô chú anh chị em, thì là Toán tin chắc rằng là tất cả các cô chú anh chị em có mặt ở đến thời điểm hiện tại thì là đều rất là yêu cái công nghệ của chúng ta. Và Toán mong muốn được rằng là nghe được cái sự chia sẻ của một vài cô chú anh chị em được không ạ? Có thể là chia sẻ một chút về cái cảm nhận của mình về cái sự chia sẻ của chị Huyền Nguyễn và cảm nhận của mình khi mà đồng hành cùng chủ tịch tập đoàn Anatoly Yunitsky được không ạ? Có cô chú anh chị em nào không ạ? Vâng ạ, em thấy em có cánh tay của anh Duy Tân, thì lúc đầu Zoom thì em cũng có thấy anh giơ tay, thì là em có xin mời anh Duy Tân lên giao lưu với mọi người một chút được không ạ? Và dạ. Mọi người có thể cho anh Duy Tân một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Dạ, cảm ơn anh Toán rất là nhiều ạ. À. Mọi người cũng cho anh Toán chúng ta một tràng hoa tay ạ. À. Anh, đây là lần đầu tiên em được phát biểu trong chương trình Zoom của cộng đồng Skyway. Tân may mắn biết đến Skyway vào cuối tháng 11 và Tân biết vào ngày như là ngày 30 tháng 11, ngày cuối cùng á. Tháng 11 và Tân được người anh Vĩ, cũng là một người anh chia sẻ, anh Vĩ cũng là bên team của bạn Hiền Trần, Hiền Nguyễn và Hiền Vũ. Thì cũng là rất biết ơn anh và các bạn đã chia sẻ cơ hội cho Tân. Và cũng rất biết ơn các anh chị của team Skyway Việt Nam mình luôn tổ chức ra những cái buổi Zoom ý nghĩa như vậy để giúp cho mọi người hiểu sâu sắc hơn về tập đoàn. À, chúng ta đầu tư vào đâu, chúng ta đầu tư giá trị của chúng ta nó có đúng hay không, và chúng ta thật sự là mình có giá trị của chúng ta nó thật sự là tương xứng với những gì mà mọi người đã đặt hết niềm tin đi chia sẻ, và nó có những cái để chúng ta hiểu rõ hơn, và chúng ta sẽ bị không có bị những thông tin tiêu cực ở ngoài mà khi những người mọi người không tìm hiểu kỹ á, thì sẽ bị rất là bị nhiễu loạn thông tin và sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nên cũng là rất biết ơn các anh chị ở đây đã nỗ lực tìm hiểu những thông tin để chia sẻ lại cho đội nhóm và anh em
nắm thêm kiến thức để mình có hành trang mà mình đi chia sẻ để giúp đỡ được nhiều người. Thì thật sự ra ở đây, nếu mà một người mình cảm nhận một người với một số tiền rất là ít cũng có thể đầu tư vào Skyway và có thể thay đổi tương lai sau này rất là tốt, thì cũng mong là mọi người sẽ đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau để mọi người cùng nhau phát triển. Và cảm ơn bạn Huyền Nguyễn đã chia sẻ buổi Zoom rất là hay. Cảm ơn anh Minh Toán, MC rất là duyên dáng và năng lượng ạ. Hôm nay cũng cảm ơn anh Sơn đã cũng bỏ chút ít thời gian vào đây để tìm hiểu cùng em anh Đỗ Trần Sơn thì lúc đầu cũng đã giới thiệu là Tân mời anh Sơn vào. Anh Sơn cũng là một người anh của Tân làm ở một cái hệ thống khác. Thì cũng rất là cảm ơn anh đã dành thời gian để tìm hiểu về Skyway này với em. À, cảm ơn anh Toán, cảm ơn xin nhường mic lại cho anh Toán nha. Ok, mọi người cũng không quên dành một tràng pháo tay thật lớn cho anh Duy Tân đúng không ạ? Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ những cái giá trị mà mình nhận được. Và em cũng chúc anh rằng là trong tương lai sẽ ngày càng có thật là nhiều sức khỏe và ngày càng có nhiều thông tin hơn nữa, và có thể lan tỏa được cái cơ hội này thật là nhiều đến cho nhiều nhà đầu tư và ngày càng sở hữu được nhiều triệu cổ phần hơn nữa. Và tiếp theo thì Toán cũng thấy một cánh tay giơ lên của chị Ngọc Hương ạ. Thì em cũng xin mời chị lên giao lưu cùng mọi người, có thể dành ra còn một vài phút để giao lưu cùng mọi người được không ạ? Em mời chị ạ. Xin cảm ơn Toán rất nhiều đã cho Hương có cơ hội kết nối với tất cả anh chị em trong phòng Zoom. Và Hương xin chào tất cả mọi người, 106 anh chị em vẫn đang còn ở đây tham dự và giao lưu cùng với mọi người. Không biết là trong phòng Zoom mình có ai mà vừa nằm ngủ vừa nghe không ạ? Tại hiện tại là Hương thấy rất là nhiều cái camera đã bị tắt rồi. Nếu như anh chị vẫn còn đang theo dõi thì mình có thể mở cam lên để Hương biết là mọi người đang lắng nghe mình nói, để mà mình có thể là mình nói được hết tất cả những gì mà hồi nãy giờ mình đang cảm nhận rất là sâu sắc từ em Huyền Nguyễn chia sẻ không ạ? Tại vì Hương màn hình Hương nhìn thấy 49 người, nhưng mà ở đây á, rất là nhiều màn hình bị đen luôn. Mà anh chị biết là khi mà mình nói chuyện ở trên màn hình á, mình đã xa cách nhau rồi mà mình chỉ nhìn thấy một cái màn hình đen như vậy á, thực chất là mình không biết là mình nói chuyện với ai á, thì nó rất là khó nói luôn. Khi mà Hương nói anh chị cười hoặc là anh chị vẫy tay, thật sự là cái người ta truyền đạt, người ta chia sẻ, người ta rất là năng lượng, người ta rất là hào hứng luôn. Nó ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều đến với cái người nói. Cho nên là anh chị cứ mạnh dạn mình mở camera lên, mình nhìn mặt nhau, biết đâu là sau này có thể ra đường mình gặp mặt nhau, mình còn biết mặt mình chào hỏi ạ. Và tiếp theo thì Hương xin cảm ơn Huyền Nguyễn rất là nhiều đã dành thời gian mà chắt lọc lại những cái thông tin mà quan trọng cốt lõi của Ngài Chủ tịch. Thật sự thì Ngài Chủ tịch của mình trên cái trang mà uniski.com với lại là uniski.energy nó rất là nhiều thông tin luôn. Và để tìm hiểu được những thông tin mà từ năm 1986 đến giờ, thật sự là nó rất là nhiều anh chị. Hương hàng ngày Hương vào Hương xem nhiều lắm, nhưng mà mình không thể nào mình nhớ hết được đâu. Nhưng mà qua những cái buổi mà tóm gọn sơ lược á, cứ hàng ngày mình cứ mỗi lần mình nghe một người chia sẻ mình lại nhớ vài ý thôi, mình không nhất thiết mình phải nhớ tất cả các ý đâu. Có nghĩa là để mình thuộc một tiểu sử, hồi đó anh chị đi học không, một tiểu sử của một nhà văn nó đôi khoảng là 5 dòng 10 dòng thôi, có nửa trang thôi, mà mình học cả mấy ngày là mình mới thuộc. Còn bây giờ tiểu sử mà chủ tịch Anatoly Yuevsky là bằng sáng chế, giải thưởng rồi các thứ gom lại chứ cũng phải mấy chục trang, không thể nào mình nhớ được hết. Nhưng mà mình chỉ nhớ một vài cái cốt lõi của ngài chủ tịch thôi. Và khi mà nghe Huyền chia sẻ thì thật sự là mình không thể ngồi yên được, mình phải giơ tay mình phát biểu anh chị. Hương xin giới thiệu, Hương là tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hương, và Hương đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay Hương 36 tuổi và Hương đã đầu tư vào công nghệ Skyway đến nay đã được hơn 3 năm. Hương biết đến từ năm 2018 và năm tháng 8 2018. Đến bây giờ đã hơn 3 năm. Và thật sự mà lúc đó Hương đầu tư thì Hương cũng không có biết nhiều cái tiêu chí như anh chị bây giờ đâu. Anh chị bây giờ còn biết rất là nhiều tiêu chí để mà mình bỏ tiền vào đầu tư. Nhưng mà Hương thời điểm đó là mình chỉ biết về
cái công nghệ đó nó chạy trên đường dây rồi mình biết về cái người sáng lập tên là Anatoly Yunitsky, biết mỗi nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi mình biết nhiêu đó thì mình cũng mạnh dạn, mình can đảm mình đầu tư rồi. Nhưng mà khi mà mình biết sâu hơn một tí nữa thì mình cũng can đảm là mình bỏ cái nghề giáo viên của mình và mình theo chủ tịch Anatoly Yunitsky. Tại vì sao? Vì là với một cái người doanh nhân bình thường đó anh chị, thì mình không thể biết được người đó là như thế nào, cái tầm vóc hay là cái tầm nhìn của người đó là sao, thì mình không can đảm mình theo. Có khi là mình đi làm công ty nào đó chỉ cần mức lương, mình cảm thấy mức lương mà nó phù hợp với cái năng lực của mình, người ta trả nó thích ứng với năng lực của mình thì mình đi làm thôi. Nhưng mà ở đây thì nó lại có một cái tầm nhìn, một cái sứ mệnh, một cái tương lai mà giúp cho mình có thể là mạnh dạn can đảm mà mình dấn thân vào đó. Coi như là càng làm càng hiểu thì mình càng cảm thấy càng yêu quý, càng mến. Mình càng có nhiều kiến thức, mình càng có nhiều cái thời gian để mà mình tham gia đầu tư thì mình lại càng yêu quý tập đoàn, càng yêu quý chủ tịch rất là nhiều. Và Hương ở đây, cái đó Hương nói lên cảm nhận của mình và cái suy nghĩ của mình, nó không đúng không sai nha anh chị. Nếu như anh chị có cách nhìn khác thì mọi người cũng có thể chia sẻ lên cái quan điểm của mình, tại vì sao mà mình lại yêu thích, cái yêu quý và trân trọng cái công nghệ như vậy. Thì đối với Hương nó là như thế này. Cơ thể chúng ta thì kiểu như là mình mạch máu đi xuyên suốt cơ thể mình. Mình tắc ở đâu, cái mạch máu tắc ở đâu là mình bệnh ở đó. Ví dụ như trên da mặt của mình, mạch máu bị tắc trên da mặt thì nó hình thành là mụn. Rồi nếu như trong cái cơ quan nội tạng nó bị tắc ở đâu thì nó hình thành là gì anh chị? Bú gan, bú mật, sỏi gan, sỏi thận gì đó, thì nó bị tắc lại là nó hình thành bú. Và còn ví dụ như là đại tràng hay là cái này kia nó tắc thì nó hình thành bị táo bón, mà lâu ngày thì nó chuyển qua ung thư đó. Thì Hương có đọc một cái bài nó rất là hay luôn, có nghĩa là cơ thể mình ở đâu tắc là ở đó bị bệnh. Anh chị để anh nghiên cứu tất cả các bệnh thôi coi. Và cái bệnh Covid của mình bây giờ, những người chết là do tắc cái đường máu đúng không chị? Do bị tắc cái đường máu huyết á, làm mới dẫn đến tử vong. Thì đối với Hương á, cơ thể con người là một cái sinh vật nhỏ, còn cái trái đất của mình, cái hành tinh của mình là một cái sinh vật lớn, nó chứa rất là nhiều sinh vật nhỏ. Thì với tầm nhìn của ông chủ tịch á, thì ổng xem cái trái đất này giống như là một cơ thể con người. Cơ thể con người mình cũng có nội tạng, cũng có tim, gan, ruột, phèo, phổi gì đó, cũng có đầy đủ các thứ. Thì trái đất cũng có các cơ quan nội tạng đó. Oxy, không khí, chính là cái nguồn không khí mình để hít thở, trái đất cũng như cơ thể. Và cây cối, động thực vật chính là những cái cơ quan nội tạng của trái đất. Và cái cây xanh chính là cái lá phổi để mà trao đổi chất, cung cấp oxy và cung cấp CO2. Đó, với Hương là vậy. Còn cái công nghệ giao thông, cái những cái tuyến đường chính là cái huyết mạch của trái đất. Thì nếu như mà huyết mạch mà anh chị thấy nó tắc ở đâu, bệnh ở đó, mà giờ tất cả trên trái đất chỗ nào cũng bị tắc hết, chỗ nào cũng bị tắc hết rồi, thì anh chị nghĩ là tương lai trái đất nó sẽ như thế nào? Vì con người bị tắc là người đã tắc chỗ nào bệnh chỗ đó rồi, thì trái đất cũng vậy thôi. Cứ quốc gia nào mà bị tắc là quốc gia nó không phát triển được. Còn những cái mà nhà cửa nè, nhà cao tầng hay là chung cư này kia các thứ, theo không phải theo Hương mà là theo ông Trần Việt Quân á, thì nhà cửa nhà lầu hay là biệt thự hay là các thứ, nói chung là ngành công nghiệp đó là chính là những cái u nhọt của trái đất. Mà bây giờ anh chị thấy không, đi tới đâu cũng có u nhọt, thành phố quốc gia nào cũng có u nhọt, mà trong cơ thể người mà nhiều u nhọt thì nó sẽ như thế nào? Và cái nữa đó là khi mà u nhọt nhiều như vậy, những cái nơi đáng sống càng ngày càng ít đi. Những cái nơi mà ví dụ như cây xanh, cây cảnh nhiều các thứ, thì bây giờ cái chỗ đó là để dành những chỗ cho những con vật nó ở, ví dụ như sở thú. Bây giờ chỉ có sở thú, công viên, những nơi đấy đó thì chỉ có là nhiều cây xanh thôi, còn những nơi con người ở hình như là toàn là u nhọt đó. Thì Hương thấy là cái bài đó rất là hay luôn, phân tích về cái trái đất nó y như là phân tích về cơ thể người luôn anh chị. Thì cái suy nghĩ của Hương là Hương đã đúc kết từ nhiều nguồn mà Hương nghe được, Hương xem được, Hương đúc kết lại thôi, chứ không phải là tự nhiên mình nghĩ ra được cái đó đâu anh chị. Đó, thì cái trái đất như vậy, và con người mình như vậy, cái tầm nhìn của chủ tịch mình nó lớn như vậy,
thì tại sao mình lại không theo đuổi nó để mà mình cùng với ông để mà giải quyết được tất cả những cái vấn nạn mà trái đất mình đang gánh phải. Ví dụ như những cái sản phẩm khác có thể giải quyết được, ví dụ như xe điện Tesla. Nhiều lúc đó, nhiều người ta nói là công ty mình tham vọng lớn quá, tại sao không sản xuất một chiếc xe điện thôi, giống như Tesla chỉ cần 10 năm thôi, cái cổ phần đã tăng gấp ngàn lần rồi, thì bây giờ ông đã giàu cỡ nào rồi. Thực chất công ty mình thừa sức sản xuất ra những chiếc xe điện như thế luôn, nhưng mà tại sao? Tại vì xe điện nó chỉ giải quyết được một phần thôi. Còn ông chủ tịch mình, ông cái nhìn ông lớn hơn. Tại sao sản xuất mùn vi sinh anh chị? Cái mùn á, cái mùn sinh học á, thì Hương có xem một cái video về cái mùn sinh học. Thì cái mùn sinh học dưới đất đó thì nó chính là cái gì mà trong cơ thể mình mà nó tự bảo vệ, gọi là cái gì ha? Tự nhiên quên cái từ, nó mất tiêu rồi. À, cái sức đề kháng á. Cái sức đề kháng. Cái như là mình ví dụ như xe điện Tesla là mình chữa một cái bệnh đó thôi, chữa một cái bệnh tắc đường thôi, kiểu như là bệnh chỗ nào uống thuốc chỗ đó, bệnh chỗ nào chữa chỗ đó. Nhưng mà ông chủ tịch của mình là ổng muốn là giải quyết được ngay cả sức đề kháng của trái đất luôn. Có nghĩa là cái mùn cái đất là ổng muốn là tạo ra một cái ngân hàng đất luôn. Tạo ra một cái ngân hàng đất trên thế giới, là coi như tất cả các đất đều được cải thiện hết, đều cải thiện từ cái trái đất. Trái đất chính là cái cơ thể lớn, thì chính cái những cái thành phần trong cái đất đó phải được cải thiện hết. Thì đó là cái nguồn gốc, cái cốt lõi của cái vấn đề, chứ không phải là cứ đau ở đâu chữa ở đó. Và Hương cũng xin là bữa sau nếu như mà có thời gian á, thì Hương sẽ xin chia sẻ tiếp. Tại vì bây giờ thấy thời gian cũng khá là muộn rồi. Nếu như mà nói hết tất cả những cái suy nghĩ, những cái tâm tư của mình, chắc có lẽ là thâu đêm suốt sáng chưa hết luôn chị. Cho nên là mình xin là chia sẻ một cái nhìn nhận cơ bản của mình cứ thế thôi. Còn về tầm nhìn của chủ tịch, tầm nhìn của công ty, tầm nhìn của đối tác, tầm nhìn của cổ đông, thì Hương nghĩ là chắc là phải có một buổi riêng để mình chia sẻ vấn đề đó. Và Hương xin cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe. Dạ vâng ạ, cảm ơn sự chia sẻ rất là sâu sắc của chị Ngọc Hương ạ. Dạ vâng ạ, chị Ngọc Hương thì cũng là một cổ đông rất là tâm huyết của tập đoàn của chúng ta, và chị cũng là một người đã dành rất nhiều thời gian và sự cống hiến của chị rất là nhiều cho tập đoàn ạ. Và em chúc chị Ngọc Hương là trong tương lai cũng sẽ đạt được sự thành công lớn hơn nữa ở trong năm 2022 này ạ. Và Toán cũng rất là mong muốn được nghe một vài cô chú anh chị em nữa, khi mà nghe cái sự chia sẻ của chị Huyền Nguyễn về Chủ tịch Anatoly Yunitsky ở trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Đó là những cái giá trị mà cả cô chú anh chị em nhận được, bởi vì rằng là khi mà chúng ta hiểu được về những cái tiểu sử của Chủ tịch Anatoly Yunitsky, thì khi mà chúng ta đi chia sẻ, khi mà chúng ta đi nói chuyện với những nhà đầu tư ấy, thì là khi có rất nhiều người khi mà chỉ nghe đến cái câu chuyện là tiểu sử của Chủ tịch Anatoly Yunitsky thôi, thì cũng đã cảm thấy rằng là muốn đồng hành cùng Chủ tịch rồi. Bởi vì rằng là Chủ tịch Anatoly Yunitsky là một người, một vĩ nhân của thế giới đó. Thì là em cũng Toán cũng thấy rằng là một cánh tay giơ lên của em Hồ Văn Lợi, thì rằng là mời Hồ Văn Lợi lên sẽ chia sẻ những cái giá trị của mình nhận được ở trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời em Lợi nhỉ. Cái rõ này ơi.
Cảm ơn em sự chia sẻ của em Lợi rất là nhiều, và chúng ta không quên gửi lời cảm ơn em Lợi vì chia sẻ mà rất là giá trị của em Lợi, được không ạ? Có thể là cho em Lợi một tràng hoa tay, đúng không ạ? Với những cô chú anh chị em cổ đông ở trong cộng đồng Skyway lâu năm thì là cũng không không còn lại mộng lạ gì đối với em Hồ Văn Lợi nữa, bởi vì em Hồ Văn Lợi là một người em rất là trẻ tuổi, tôi sinh năm 99 thôi, nhưng mà em là một người có những cái kiến thức và những có những cái sự thành công rất là lớn ở trong cộng đồng Skyway, và tất cả mọi người ở trong cộng đồng khi mà nói đến em Lợi thì ai cũng đều biết đến và rất là ngưỡng mộ em vì sự thành công của em, bởi vì là ngoài cái sự thành công về về cái em việc là giúp đỡ được cho nhiều nhà đầu tư ra nữa, thì ngoài việc đó thì em còn là người mà hỗ trợ công ty rất là nhiều đó. Thì cảm ơn em Lợi rất là nhiều với những chia sẻ của em, và chúc em Lợi trong năm 2022 này sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa đó. Và tiếp theo chương trình thì là Toán cũng bây giờ là cũng 10:24 thì là Toán cũng muốn rằng là dành thêm một chút thời gian nữa, bởi vì hôm nay cũng là một ngày thứ bảy cuối tuần, mà hiện tại thì Toán theo quan sát thì là ở trong Zoom thì là hiện tại cũng còn rất nhiều là cô chú anh chị cũng đang rất là chăm chú, và Toán tin chắc rằng là qua sự chia sẻ của chị Huyền Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay thì là đều mọi người đều nhận được một cái giá trị nhất định. Và một câu mà Toán thấy rất là hay đó chính là chúng ta nghe nhưng mà chúng ta lại chia sẻ lại thì tất cả những kiến thức của chúng ta sẽ đọng lại được ở não ạ. Và Toán rất là mong muốn nhận được sự chia sẻ của một vài cô chú anh chị em nữa, được không ạ? Có cô chú anh chị em nào có thể giơ tay lên để chia sẻ về cái giá trị của mình nhận được trong tối hôm nay không ạ? Nhà mình có thể tự bật mic ạ? Có cô chú anh chị em nào không ạ? Bởi vì là Toán biết rằng là hôm nay thì là cũng có Toán quan sát thấy rằng rất là nhiều quý em cô chú anh chị em mà cũng khá là lạ so với Toán, thì là cũng lần đầu tiên mà Toán cũng biết được cô chú anh chị, thì là cũng đây cũng là một cái buổi Zoom mà Toán tin là ở trong buổi Zoom này cũng rất nhiều là nhà đầu tư thì cũng đang dành thời gian để mà tìm hiểu về cái công nghệ này, và cũng có rất nhiều đối tác tâm huyết cùng tập đoàn, thì Toán cũng rất là muốn được giao lưu với mọi người nhiều hơn ạ. Đó, bởi vì đây là một cái công nghệ mà sẽ là một cái rất là to lớn ở trong tương lai, có thể giúp đỡ cho chúng ta có được một cái cuộc sống rất là tốt ở trong tương lai. Thì có cô chú anh chị em nào có thể là mạnh dạn chia sẻ về cái giá trị của mình nhận được không ạ? Dạ vâng ạ. Nếu mà không có cánh tay nào giơ lên nữa thì Toán cũng là xin phép là sẽ có thể là sẽ kết thúc cái buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi mà kết thúc cái buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay thì Toán cũng rất mong là rằng là tất cả chúng ta đã dành thời gian để chúng ta có thể có sự hiện diện ở trong một buổi tối thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay, thì Toán cũng muốn rằng là tất cả mọi người có mặt ở trong Zoom thì hãy mở cam của mình lên và nở một nụ cười thật tươi để chúng ta có thể là chụp lại một vài kiểu ảnh để chúng ta lưu giữ lại. Bởi vì là sau một vài năm, chỉ một vài năm nữa thôi thì là cái buổi Zoom của tối ngày hôm nay thì rằng là sẽ có thể là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ cho chúng ta, bởi vì là sau này thì tập đoàn của chúng ta phát triển rất là lớn thì đây là những cái kiểu ảnh thì có thể lưu lại để là lưu giữ lại cái quá trình mà chúng ta có mặt ở trong Zoom, thì sẽ tạo ra một cái sự bứt phá trong tương lai cho chúng ta đó. Thì Toán rất là mong muốn mọi người có thể bật cam lên được không ạ? Và nhờ em Lợi có thể là chụp cho tất cả mọi người một bức hình thật đẹp, được không ạ? Nhà mình sẽ tạo hình nhá cả nhà ơi. Chúng ta sẽ tạo hình thật đẹp. Cả nhà bật cam hết lên đi ạ. Cả nhà hãy tạo dáng đi ạ. Hãy tạo dáng thật đẹp để chúng ta có thể lưu giữ lại cái khoảnh khắc tuyệt vời này ạ.
Ok, cảm ơn em Lợi rất là nhiều. Một lần nữa thì Minh Toán xin là cảm ơn tới tất cả quý cô chú anh chị em, và hôm nay cũng là cái buổi Zoom trong cái buổi Zoom mà trong cái nội dung mà là hành trình khám phá công nghệ Skyway, và cũng là cái buổi Zoom đầu tiên ở trong năm 2021 này, thì cũng nhân đây thì Toán cũng xin gửi lời chúc tới tất cả quý cô chú anh chị em, quý cổ đông và quý đối tác của tập đoàn Unisky có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và thật là nhiều thành công ở trong tương lai, và có được cái sự thịnh vượng nhất định ở trong tương lai, và đạt được những cái sự thành công lớn hơn nữa ở trong tương lai ạ. Và Toán cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian một buổi tối thứ bảy cuối tuần, đã dành những thời gian quý báu của mình có mặt ở trong buổi Zoom đến thời điểm hiện tại. Và cái buổi Zoom hành trình khám phá Skyway thì sẽ diễn ra vào 8 giờ vào tối thứ bảy tuần cách tuần ạ. Thì rất là xin hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị em vào buổi Zoom tiếp theo, và chúc tất cả mọi người sẽ có một sức khỏe rất là dồi dào, và chúc tất cả mọi người có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay sẽ có một giấc ngủ thật là ngon ạ. Và chúng ta có thể là bật mic lên, có thể là gửi lời chúc tới tất cả mọi người có mặt trong Zoom được không ạ? Xin chào chú Tuấn, chú Toàn nha. Chào chú Lợi nha. Chào tất cả các anh. Chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em nha. Chào em Toàn nha. Chào em Hoàng. Ân Huyền, cảm ơn Lợi, cảm ơn Toàn. Cảm ơn tất cả các anh em. Chào mọi người. Chào tất cả anh em. Chào tất cả chị em. Chúc cả nhà một buổi tối ngủ ngon. Happy New Year! Happy New Year!
nói về tiểu sử của ông ấy. Bạn ấy là các bạn đồng nghiệp và các bạn thân mến, cuối cùng tụi anh nhà cháu nhận ra đấy là đang trôi qua và đang đến lúc chúng ta phải tổng kết lại. Bên có nói được phương pháp thế. Chúng tôi muốn gửi lại tất cả những gì nó đã mang lại cho tất cả chúng tôi cùng với bạn, những người sáng tạo ra phương tiện vận tải chuỗi và tất cả những ai theo dõi sự phát triển của nó. Năm nay chứng kiến một thành tựu cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được chứng chỉ an toàn hiểu về cái công nghệ này để người ta tư vấn tiếp tục cho đối tác chỉ nhân dân trong lĩnh vực này. Và khi họ đã chứng nhận toàn bộ khu phức hợp bao gồm Unicar đô thị nhiệt đới, cầu vượt đường sắt dây, bao gồm đường dây chuỗi, hỗ trợ trung gian và neo, ga hành khách và kỹ thuật, hệ thống điều khiển tự động, phòng điều khiển và các hệ thống khác trong tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông sáng tạo của chúng tôi. Đây là một yếu tố quyết định vì chứng chỉ này đã xác nhận sự an toàn của công nghệ cơ sở hạ tầng và giao thông USKI, đã bỏ qua hạn chế chính đối với việc triển khai quy mô lớn trên toàn cầu. Một cột mốc quan trọng khác trong sự phát triển của nhóm công ty chúng tôi trong năm qua là việc hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong việc tạo ra hàng hóa và các khu phức hợp hành khách cũng như sự ra mắt của các dự án thương mại đầu tiên. Vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt đô thị đã sẵn sàng hoạt động trong lĩnh vực hậu cần toàn cầu ở cả miền Bắc và miền nhiệt đới. Hơn nữa, năm nay chúng tôi đã hoàn thành việc đổi thương hiệu của công ty kỹ thuật mẹ Unisky String Technologies, bắt đầu từ năm ngoái. Quá trình chuyển đổi từ giai đoạn khởi nghiệp sang giai đoạn kinh doanh và liên quan đến việc từ bỏ thương hiệu huy động vốn cộng đồng đầu tư đã đưa công ty trở lại tên tuổi lịch sử của nó. Năm tháng trôi qua sắp hạ màn. Năm nay đầy bất ngờ, thú vị và những thành tựu quý giá. Chúng tôi muốn nhấn mạnh sự đóng góp của mọi người vào công việc kinh doanh khó khăn nhưng hấp dẫn của chúng tôi và bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự cam kết, cống hiến và thành công trong công việc, theo kịp tốc độ bền bỉ và không sợ hãi để hướng tới mục tiêu của chúng ta. Triển khai thực tế phương tiện vận chuyển nội bộ và duy nhất của chúng tôi, giải pháp hiệu quả nhất, an toàn và bền vững cần thiết cho mọi quốc gia, khu vực, thành phố hoặc con người trên hành tinh của chúng ta. Hãy chuyên nghiệp và gọn gàng trong việc vượt qua mọi trở ngại trên đường đi của bạn. Hãy để tay cầm sắt và đầu óc hóm hình giúp mọi người trong năm tới, những người không bao giờ lùi bước và tiến về phía trước bất kể thách thức là gì. Đã lâu rồi kể từ khi nhóm của chúng tôi trở thành một tổ chức duy nhất, nơi mọi người đều biết công việc kinh doanh của họ và hoạt động vì lợi ích chung. Chúng tôi rất vui vì nhiều năm làm việc chăm chỉ đã mang lại kết quả và phát triển thành các dự án quốc tế thực sự, và cùng nhau chúng tôi sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Chúng tôi đề nghị nhóm thân thiện của chúng tôi tiếp cận trong năm tới và chúc tất cả các bạn phát triển bản thân hàng ngày mà không thay đổi con người của bạn. Hãy để luôn có một nơi trú ẩn an toàn trong ngôi nhà của bạn, nơi bạn có thể tìm thấy một chỗ dựa đáng tin cậy sau những hứng khởi trong công việc. Chúng tôi chúc mừng bạn năm mới và một bước tiến lớn nữa hướng tới tương lai tiến bộ mới. Trong đó tất cả chúng ta cùng nhau đóng góp ý nghĩa trong năm qua. Chúc mừng năm mới!